Khoảng chừng 200 người ở phía sau xung quanh Ricky, mà Ricky quen, mình không quen. Và còn lớn hơn nữa đó, cái vầng hào quang đó nó không ngừng ở đó. Là tại vì 200 người đó, mỗi người có một cái vầng hào quang riêng đó nhỉ. Và 200 người đó, mỗi người có một cái vòng, những người bạn quen biết cả 200 người của 200 người đó. Thật ra khi mà mình nhìn Ricky, mình không thấy Ricky nữa nhỉ. Mình thấy Ricky, nhưng mà không chỉ thấy Ricky mà nhỉ. Mình thấy xung quanh anh này còn có cả ngàn, nhưng mà không nói là cả vạn người khác ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thật ra nổi trong phòng này mà nhỉ. Mình nhìn, mình thấy cả thế giới này. Cả thế giới nó nằm ở trong cái phòng xác của mình. Và mình có thể chinh phục cả thế giới trong nổi trong số anh em mình đây. Nếu mình luyện cái cặp mắt của mình có một cái tầm nhìn như vậy, và mình phải tận dụng những cái cơ hội, những cái tool, những cái phương tiện để có thể capture được cái market. Mấy chị thấy cái cơ hội nó quá lớn. Ông bộ hôm mấy chị ngủ khỏe không? Nếu mấy chị nói mấy chị khỏe đó là mấy chị có vấn đề. Là tại vì nếu chúc mừng anh, chúc mừng anh. Nếu mấy anh chị hiểu được cái cơ hội này nó lớn chừng nào, mấy anh chị không ngủ đâu mấy anh chị. Mà nếu hôm anh chị nằm cũng ngon là mấy anh chị có vấn đề. Mấy anh chị không thấy, mấy anh chị chưa thấy được cái. Nếu mấy anh chị thấy được, mấy anh chị có đứng thổi nó bằng cảm với mấy anh chị đứng thổi mình không ngủ nổi là tại vì mình nhìn thấy cái cơ hội mình nó quá lớn và người của mình nó khắp mọi nơi mấy anh chị. Và cái cơ hội này nó rất lớn, là nên mình mong là mấy anh chị cảm nhận được cái điều này ha. Bây giờ những cái tool mà mình dùng mấy anh chị, tức là những cái phương tiện về webinar mình có ngày hôm nay mấy anh chị. Mình có ngày hôm nay tính ra cái số lượng người Việt Nam mà coded, tức mình có cái mã số của Lucene anh chị, mình không thấy hết, mình chỉ thấy cái tầng sông thứ 10. Thì cái tầng thứ 10 của mình anh chị, nếu mà đếm cái số lượng mà người Việt Nam có mã số anh chị, mình có trên 150.000 người. Và mình có thấy cái tầng thứ 10. Một số mấy anh chị ở đây là ngoài tầng phủ sóng của mình. Và cái con số đó có thể nó lên tới 200-300 ngàn anh chị, đặc biệt là cái team của An mình nghĩ là rất lớn, có thể lớn gấp đôi cái số lượng mà mình thấy được. Thật ra mình thấy và mỗi người như vậy anh chị, người ta biết 200-300 người khác mà mình không biết. Thật ra cái tầm ảnh hưởng cũng giống như cái cơ hội của mình, đó là lý do tại sao mình không ngủ nổi là vậy. Cái cơ hội này nó rất lớn. Thật ra có mình sở dĩ mình có ngày hôm nay là tại vì khi mình bắt đầu anh chị, mình là software engineer hồi xưa, cái background mình cũng ở trong financial services nhưng mà mình không có đi bán hàng. Thật ra mình là một cái tuyết người mà thường thường là mình tận dụng những cái cơ, những cái phương tiện để mà mình có thể gặp người khác. Nếu mấy anh chị thả mình trước tiệm nail và nói đi là bước vào đó và nói chuyện với chủ tiệm nail thì bảo đảm với mấy anh chị mình xỉu ngay tại chỗ. Là tại vì mình không nói chuyện được với người lạ. Bây giờ thả trước mặt người lạ, nếu mà Ricky có bạn nhờ anh nói dùm thì anh nói được. Nhưng mà hỏi được. Dạ đi với anh đi với em cô này nói chuyện với ông chủ tiệm nail này em chưa quen đó, thì bảo đảm với mấy anh chị mình không nói cho tới giờ cũng là. Và đó là những lý do tại sao 5 năm trước khi mình gia nhập mình dùng những cái phương tiện, đặc biệt là cái webinar anh chị, webinar và conference call. Webinar năm sau anh chị nó vượt biên giới, nó không có một cái giới hạn đâu anh chị. Tức là đáng lý là sáng hôm nay mình muốn làm demo cho mấy anh chị để có thể mình nói chuyện với bất cứ người nào qua webinar thì mình nói được. Và cái webinar là cái mà mấy anh em mình phải tận dụng anh chị. Webinar cái chi phí nó có nhưng mà nó rất thấp. Và mình đề nghị tất cả mấy anh em mình phải dùng cái phương tiện này thường xuyên anh chị. Chút xíu mình sẽ nói thêm cái này. Facebook, qua Facebook kết nối với rất nhiều người anh chị. Tuấn hay Tuấn Tướng có thể đứng đây cho Tuấn Trầm này, một số mấy anh chị chắc cũng biết Tuấn Trầm Ohio. Ngày đẹp trời, cô bạn gái của Tuấn Trầm mới thả mình một cái nốt ở trên Facebook mà chú đi không biết chú làm cái gì mà thấy chú đi ăn tối ngày. Mình mới viết lại là mình nói không phải là chuyện chú đi ăn tối ngày, chuyện mà chú có thời gian để đi ăn, cái đó mới là chuyện quan trọng. Là chú là cô hỏi chú đang làm gì vậy, thì mình nói là cháu đang làm gì, cháu có tiệm nail, cháu đang làm trong tiệm nail. Thật ra mình nói mình có những cái sản phẩm ở trong tiệm nail rất tốt. Và nếu mà check it out, mình test với chị nha, mình không có nhà mà mình nói liền đâu. Cháu cứ check it out, nếu mà thích thú đó thì cho chú biết. Thành ra Quyên ngay sau đó mình hỏi về những cái sản phẩm dùng trong tiệm nail. Và cái câu đầu tiên thường mình hỏi mình vậy này: cháu có Skype. Và trong cái Facebook mấy anh chị nên nhớ là nếu mình chỉ check vào cái message ở phía dưới mình vậy, mình chỉ có cái vi, có cái icon nó vẽ cái hình cái camera, mình chỉ click vào đó và mình thấy mặt mình nói chuyện. Qua Quyên á, mình biết được tới Tuấn lúc đó là đang bạn trai, bây giờ đang là chồng.
Tuấn mình vào ở Việt Nam. Sau đó Tuấn về Việt Nam và có mang thêm một người bạn là Hà Lan, Nguyễn Hà Lan. Và bây giờ chỉ từ Hà Lan thôi. Hà Lan bây giờ có mấy quốc gia rồi chứ hả? Còn bốn quốc gia khác cái gì? Và từ Hà Lan ra bây giờ cái team rất lớn ở Việt Nam. Đó là một ví dụ để cho mấy chị thấy qua Facebook. Tình cờ mình không approach người ta, mấy chị người ta approach mình. Cũng tương tự mấy chị á. Mình có Trần Thu Hương, một ngày đẹp trời cũng tương tự. Chú đi, à không anh, là chú này, anh cô này đỡ chú mấy chị kêu mình bằng anh. Anh đi. Không biết anh làm cái gì ở Mỹ mà thấy anh đi chơi như thế này chỗ kia vui quá. Thì mình cũng tương tự mấy chị. Vấn đề không phải là anh đi chơi, nhưng mà anh có thời gian để đi chơi, cái đó mới quan trọng. Thật ra có cái câu hỏi đầu tiên là gì? Em có Skype không? Có, nhà có Skype và nói chuyện. Người Việt Nam mình với nhau á gì hả? Nếu mà mình thấy mặt nhau mình nói chuyện thì giống như à, sao Thu Hương ở đâu? Dạ quê Hải Phòng. Ở với Đức bao lâu? Dạ 12 năm. Em đang làm ngành gì? Có tiệm nail ở Đức. Và sau đó thì mình giới thiệu cái sản phẩm. Mình nói là em đi vào cái trang web của Nuxin.com vào Germany mua một số sản phẩm. Mình nói bà xã mình nhảy vào nói chuyện về sản phẩm á gì. Mình không có giỏi về sản phẩm đó, mình để bà xã mình nói chuyện. Xong xuôi rồi nó là đúng một ba ngày nữa khi sản phẩm nó về đó, báo cho anh này. Sản phẩm nó về mấy chị báo, sau đó mình chỉ cái cách mở cái thùng lấy cổ bán dispo làm demo ra làm sao. Và mình nói bây giờ đó em cứ dùng cái sản phẩm đi. Và thứ sáu này mời bạn lại nha. Thì cô Thu Hương nó nói nhưng mà em đâu biết nói làm sao. Mời bạn về nhà nhưng mà để làm gì á. Mình nói mời bạn về nhà gắn cái laptop vào trong TV đó. Anh là người nói chuyện. Thật ra thứ sáu tới mấy chị, sau khi sử dụng sản phẩm trong một hai lần, cô ta mời đúng ba cặp vợ chồng về nhà. Và cũng tương tự như vậy, mình làm cái bài presentation, bài BB rất ngắn. Sau đó một số bạn, có một người không nói không ăn gì hết. Trong đó có một cặp vợ chồng mua sản phẩm để dùng cái gì. Và trong số ba người đó thường thì có một người. Anh đi, em muốn làm cái này. Mình sẽ làm gì tiếp anh chị? Tương tự như vậy. Sign up xong, bắt đầu bằng một số sản phẩm. Ở bên kia nó có cái package, mình bắt đầu một số sản phẩm. Em dùng cái sản phẩm đi rồi thứ sáu tuần tới được 13 cặp vợ chồng về nhà. Thì cô cũng tương tự với chị. Làm sao em biết chuyện đó? Cứ lắm gắn cái laptop vào trong TV, anh sẽ là người nói chuyện. Và cứ như vậy thì bây giờ từ cái Thu Hương đó, cô Thu Hương đó, cô lên Ruby rồi mình mới gặp anh chị. Cô tham dự cái convention, Global Convention ở đây. Và bây giờ từ cô Thu Hương nó ra mình có 18 quốc gia khác. Chỉ từ cô Trần Thu Hương ở Germany. Thì tháng tới mình sẽ qua Germany, mình đi một vòng châu Âu. Đó để cho anh chị thấy, chỉ qua một cái connection rất tình cờ trên Facebook anh chị. Cái Facebook nó lợi hại. Dĩ nhiên nó có lợi và có hại. Nó có lợi và đồng thời nó cũng có hại. Cái hại của nó mất thời gian, mình đâu anh chị nên để ý cái đó. Nhưng mà qua Facebook anh chị, ở đây có anh chị nào, ví dụ như mình ở quê Đà Nẵng, có ai đây Quảng Nam Đà Nẵng không? Ôi chào đồng hương này hơi nhiều nha. Mình cứ vào trang Facebook, mình vào cái chỗ Friends đó vậy ha. Mình chọn ai là người quê quán ở Đà Nẵng và hiện đang sống ở... Ở đâu? Bất cứ chỗ nào vậy. Ở Mỹ mình để chọn từ nước tiểu bang. Chứ hôm nay mấy em ở Đà Nẵng, mấy chị có thể vào và tìm ngay tất cả danh sách của những người gốc Quảng Nam Đà Nẵng đang ở Đà Nẵng. Và nó làm hôn chồng. Mấy chị có quyền nhìn vào những cái mặt để mình qua có thể ai là người mình thích. Mấy chị bấm vào mở, khi mở đó, mấy chị đem qua chỗ tiêu chuẩn của mình, mấy chị mình chọn những người khoảng chừng 28-30 tuổi trở lên, có gia đình, có khoảng chừng 1-2 con gì đó. Mấy cái đó mình biết được hết đó gì hả, nhìn hết mấy mình biết mấy chị. Và những người này ra đi làm. Cái đó là cái personal reference của mình, mấy chị mình chọn những người như vậy. Và nếu mình thích ai, mình chỉ cần click vào đó mấy chị. Và không phải kết bạn được đường, mình nói mình cũng làm quen. Sao tôi cũng Quảng Nam Đà Nẵng chào Đồng Hương. Yeah. Rất vui mừng được gặp Đồng Hương. Tuần tới mình có dịp qua Dallas, không quen ai hết. Không biết là ở bên đó nếu có chỗ nào tiệm ăn nào ngon thì anh giới thiệu dùm. Và sau đó anh có thể viết một vài câu, mình click vào đó và mình thấy mặt mình nói chuyện. Ô, hồi xưa qua đây bao lâu rồi, gia cảnh đó làm sao, Đà Nẵng ở chỗ mô. Mình làm rất đơn giản á chị. Mình connect với người ta rất đơn giản. Và sau đó mình không nói người ta, mình cứ hỏi người ta mình. Thì sẽ có lúc anh ta hỏi mình làm gì. Mình sẽ không nói. Mình sẽ mở. Và cái đó là cái mà mình làm thường xuyên. Mình về Việt Nam hầu như mình không có quen ai nhiều mà chị. Mình làm thường xuyên. Mình đi tới đâu, người tới đi qua châu Âu cũng tương tự như vậy. Mình quen một số người ở Hungary. Và tại vì người tới mình định tính ghé qua Hungary với chị. Và mình cũng tiếp tục làm như vậy. Thật ra có thể nói là gì em, cái Facebook là cái tool để mấy anh chị có thể access
attract rất nhiều người quanh. Skype mới chỉ dùng cái phương tiện này để có thể thấy mặt mình thì personally ít dùng Skype hơn. Nhưng mà tại vì mình dùng cái webinar nhiều hơn. YouTube ở Việt Nam gọi là YouTube. YouTube là một cái phương tiện lợi hại. Mấy anh chị vào YouTube bây giờ chỉ thấy toàn là An Nguyễn. Và tại vì những cái video của An rất nhiều người qua, mấy chị, đặc biệt là ở Việt Nam. Mấy anh chị nên trở thành một cái gì đó. Tại vì trong cái việc của mình làm là gì, mấy chị? Kể chuyện. Anh em mình ra ngoài kể chuyện, mấy chị. Người giỏi nhất là người kể chuyện giỏi, chứ không phải người bán giỏi, không phải là người recruit giỏi, mấy chị. Kể chuyện giỏi. Thì YouTube đó là một cái phương tiện để mình kể lại cái câu chuyện của mình, mấy chị. Ricky có thể thích về cái gì đó hay có một cái sở trường gì đó, kể lại cái câu chuyện. Kể lại cái câu chuyện và bỏ lên YouTube, mấy chị. Đó là một cái phương tiện để mấy anh chị có thể forward cái đường link, gửi cái đường link của mấy chị khắp nhiều khắp nhiều nơi. Và qua cái câu chuyện của ở trên YouTube mấy chị anh sẽ attract rất nhiều người vào và người ta hỏi mình. Nó tại đó cũng là một cái cách mấy chị em. Ustream mấy chị, mình có một cái tool mình thường có mang ở đây. Nhưng mà mình đi đâu thì đồ chơi của mình nhiều. Mình có những cái Ustream tức là nó wireless mấy chị, mình đi đâu cái camera nó cứ chạy theo mình. Và mình broadcast live cũng giống như cái bữa hôm nay cũng vậy. Nếu mà mình muốn thì mình chỉ cần gắn cái camera mình bỏ lên cái chỗ nào cao cao một chút, ví dụ trên nóc của cái speaker mình vậy, và mình broadcast live. Thật ra thường đó là một cái phương tiện để mà mỗi lần mình nói chuyện với ai thì thay vì chỉ có cái phòng này không, chị, mình cũng cả thế giới được nghe được, vì qua internet nó không có giới hạn cái lãnh thổ này. Và đó là một cái phương tiện Ustream.tv thì mình tương đối mình dùng cũng nhiều rồi. Và đặc biệt là qua cái webinar chị, mình thấy face to face. Đặc biệt là qua iPhone, qua iPad, qua những cái phương tiện mà mấy chị có, mình có thể thấy mặt nói chuyện được với nhau mấy chị. Thật ra đó, bữa nay thì rất tiếc là mình không có cái phương tiện để mình làm demo mấy chị. Nhưng mà ví dụ như Ricky có quen ai ở quốc gia nào khác không? Có hả? Biết một người, nói thử một người. Chưa bao giờ nói chuyện về Lucien hết. Bên đốt, tên gì? Jane, phụ nữ. Bây giờ đó, Ricky đang có ý định nói chuyện với cô Jane như vậy. Đã nói chuyện chưa? Chưa nói chuyện. Nếu mà Ricky nói với mình là Ricky có một cô tên là Jane ở Australia và bây giờ muốn approach cô đó anh chị, mình sẽ nói Jane, mình sẽ nói Ricky ngay lúc này, hoặc ngay. Và cái tag, mình có một cái tag đó vậy á. Cái tag đó nó dẫn thẳng vào trong cái webinar đó, mình đặt cái tên personal của mình đó, là tên Việt Nam là Nguyễn Phi Dũng. Thật ra mỗi lần mà có nói chuyện với lại Jane đó, thì mình nói Ricky à, gửi cho cô Jane đó cái trang web là nguyenphidung.com. Và đúng nửa tiếng này, nếu mà cô available thì mấy năm mình ngồi nói chuyện. Ricky có thể đang ở xa lắm, mình đang ở đâu đó anh chị, và 3-4 anh em mình có thể nói chuyện, và nói chuyện ngay với anh chị, chứ không bao giờ tiếp. Bây giờ làm sao có dịp đi Australia, nó khó lắm anh chị. Là tất cả anh chị đang dạng đi. Em có một người bạn ở bên Ý bây giờ muốn nói chuyện, mình nói ok nửa tiếng, nếu mình available anh chị, nửa tiếng nữa vào cái trang nguyenphidung.com. Cái Nguyễn Phi Dũng nó chỉ là một cái domain name thôi mấy chị. Cái trang nó vẫn là cái webinar mấy chị. Cái GoToMeeting, mình dùng GoToMeeting đó. Và mình thấy mặt ngay mấy chị và mình nói chuyện ngay lập tức. Là tại vì không có lý do gì để mà chờ mấy chị. Mấy anh chị có thể phóng một cái đi cả ngàn giờ và nói chuyện ngay, nói chuyện three way mấy chị. Và mình làm ngay chuyện đó, ngay ngày hôm nay, ngay lúc này. Chứ không cần phải chờ tháng nữa nói hay là 2 tháng nữa nói. Thật ra đây là một cái phương tiện để mà mình invite, mình go through một vài cái step nó nằm ở trong cái system 7 để cho mấy chị. Tất cả những phương tiện này mình dùng những cái tool mà nó đang có sẵn. Invite vào đó mấy chị, invite vào những cái online PV mà một số mấy anh em mình làm mỗi ngày. Invite vào những cái conference call mấy chị, dùng những phương tiện này nhưng mà mình không thuyết trình, mình chỉ mời người ta. Người Việt Nam mình mấy chị á, đầu tiên mình gặp mình phải hỏi ai chứ. Thường thường mình hỏi gì mấy chị, quê ở đâu? Người Việt Nam mình mà cái câu hỏi mà người quê ở đâu mấy chị nghe nó rất thân thiện. Anh có mấy cháu rồi, bao nhiêu tuổi? Hỏi kỹ chút mấy chị á, thấu hiểu cái người trong điện thoại mấy chị, hay là trong Facebook hay là gì đó, thấu hiểu người đó. Và sau đó mấy chị khi mà mình có build up cái relationship thì nó rất dễ để mấy anh chị có thể hỏi. Vì thường thường cái tâm lý mấy chị, khi mấy chị hỏi người ta thiệt nhiều đó, thì cảm thấy là người ta đang mắc nợ mấy chị. Và người ta sẽ hỏi là mấy chị đang làm gì và mấy chị ngưng ngay từ đó. Nha, cái mục đích của mình là làm cho người ta tò mò. Rồi sau đó mấy chị mời vào những cái webinar, những cái conference call mà mấy anh em mình làm thường xuyên mỗi ngày. Và đó là cái mục tiêu mấy chị.
present cũng tương tự, mấy anh chị không nên là người làm thuyết trình. Những cái phương tiện này mình có sẵn không nha, bởi vì An hay là một số anh em có những cái video clip rất hay trên YouTube. Mình đã có sẵn những phương tiện như vậy các anh chị. Và khi mấy anh chị dùng, ví dụ như mình có một vài cái YouTube, mình có một vài cái presentation chắc chắn. Mấy anh chị không dùng cái đó để recruit người ta mấy anh chị nha, mà mình dùng cái đó để mình filter people out. Mình filter qua thì ai là người sau đó quay xong rồi quay mình. Và cái đó là cái mà mình muốn này. Chứ không phải là mình đưa những cái video này để convince người ta, là vì không bao giờ mình convince bất cứ ai được. Mình quay có thể ai là người ta quay xong người ta thích thú người ta hỏi đó, người đó là cái người mà mấy anh chị spend ra. Còn nếu không mình không cần thiết. Thành ra những cái step nó nằm ở trong cái 7 step system 7 đó, mình có thể dùng những cái phương tiện nó nằm ngay trước mặt mình. Dĩ nhiên là, và cái vấn đề kia như sao vậy, mình có thể nói mấy anh chị, một số mấy anh chị ở đây mấy anh chị phân biệt rất rõ mấy anh chị. Nó có hai cái khía cạnh mình gọi là high touch, tức là sao anh chị, mình nói chuyện với nhau face to face, belly to belly. High tech nó là những cái công cụ mà mình vừa mới nói anh chị, đây là những cái high tech này ha, đây là những cái high tech. Còn nếu mà mình gặp nhau đó là high touch này, mình có thể nói anh chị này, high tech này nó không có replace cái high touch, nó không có thế này, nó không thể nào thay thế được. Nhưng mà nó enhance, mình dùng cái câu tiếng Mỹ cho mấy anh chị dễ hiểu mấy nhỉ, nó giúp cho cái vấn đề cái high touch mấy chị, nó giúp cho cái vấn đề build cái relationship nó nhanh. Mình có đứa em họ mấy chị 20 năm này chưa gặp, 20 năm mấy chị, con của bà cô ruột của mình, nhưng mà ngày hôm qua nó ăn món gì mình biết không, là tại vì nó kể trên Facebook mấy chị thấy cái high touch nó enhance cái high touch. Nó build up cái relationship và nó connect con người với nhau rất nhanh. Thời buổi này nó connect, nó còn hơn ông hàng xóm anh chị. Ông hàng xóm có thể cả tháng chưa thấy, nhưng mà mỗi ngày mình thấy mấy bạn mình được cả ngàn vậy. Là tại vì cái tool mà mình đang có. Nếu vậy thì trong cái business của mình là build relationship, invest in people, connect people anh chị. Mình kết nối con người lại với nhau. Và cái đó là cái nguồn ngọn của vấn đề mình là. Chứ không phải cầm sản phẩm đi bán. Không phải lúc nào mình cũng nói về nuôi xin. Ngày hôm qua mình có một cái anh bạn, anh này là không phải anh bạn anh chị, mà mình có một cái người này, tức là bố của thằng con, bố của một cái người con, người con đó là gia nhập New Skin ở Việt Nam. Thì anh bạn này qua Facebook, anh mới nói với mình là: anh đi, tôi không hiểu mấy anh huấn luyện kiểu gì đó mà thằng con tôi bây giờ hình như mà nếu mà cắt cái tay nó ra máu, trong máu nó có chữ New Skin là tại vì nó nói New Skin từ sáng tới tối, đám cưới đám giỗ gì nó cũng mở miệng ra là nó nói New Skin. Anh có thể làm ơn nói giùm cho con nó bớt. Thật ra mình gọi ngay cháu nó hôm anh chị, mình nói là cháu này, không có nhắc thiết lúc nào mình nói New Skin đâu. Mình càng nói là mình, ngoại trừ nếu mà cháu muốn đi ăn đám cưới đó mà cháu bước một bàn mà chín người kia, mà cháu muốn đuổi chín người kia thì cháu cứ nói New Skin. Người đó đứng dậy hết, cháu ăn nguyên bàn. Còn là cháu lên xe đò cháu nói New Skin, tự nhiên cho con nguyên bàn nhảy ghế ngồi ngoài. Tại vì không có nhất thiết lúc nào cũng phải New Skin nói gì nhá. Mình connect con người lại với nhau nói gì. Người khi người ta thích mình, người ta sẽ hỏi mình làm gì. Mình người ta theo mình là tại vì theo cái lifestyle của mình, chứ không phải theo cái lời mình nói. Người ta không tin vào cái lời mình nói. Thật ra không nhất thiết lúc nào cũng phải nói về cái New Skin hay gì hết. Nó không nhất thiết phải như vậy. Mình nghĩ là một cách rất là con người mà chị. Mình cứ connect con người khi người ta thích mình, khi người ta nhìn vào cái cách mình sống. Thật ra mấy chị phải quá sao cái lifestyle của mình mà chị. Và cái đó là cái mà con người hay là bạn bè mình nó sẽ theo mình, chứ nó không theo tiền của mình mà chị. Mình theo Aaron Đại Gao hay mình theo Rich Paul, mình không theo tiền của mấy ông. Là tập kia tiền của mấy ông là tiền của mấy ông. Họ không cho mình. Nhưng mà mình thích cái lifestyle của những người. Thật ra mấy chị nên để ý tới cái lifestyle của mình. Và trong cái getting started nó cũng tương tự mấy chị. Mình có thể dùng những cái tool để có thể fast start hay là khởi động cho bất cứ ai của bất cứ quốc gia. Và nhắc là bây giờ mình có những cái package. Thật ra tất cả những cái chuyện mà mình nói hôm nay mấy chị, nó đều có thể làm qua những cái phương tiện mà mình vừa nói mấy chị. Mình có thể build, mình có thể xây dựng một cái mạng lưới này. Thậm chí nó thiệt không ai chịu. Giờ bây giờ hỏi mà từ trong cái hai IQ của mình nó có bao nhiêu quốc gia mình không đếm nổi. Vì nó cái add up mỗi ngày lần chót khoảng chừng 28. Và cách đây mình qua, cách đây mình gần 2 tháng. Mình nhận tiền hoa hồng ở những quốc gia mình không biết nổi đâu luôn. Là tại vì
đi bản qua bản qua bản qua bản. Thế nên mình mong là hôm nay nó chỉ rút ra được một vài bài học, nó chỉ đặc biệt là mình thêm một vài phút về cái nuôi sinh. Đi giờ của mình đâu rồi ta, hồi nãy giờ có ai kiểm soát cái gì? Mình tắt này. Nhất là đối với Việt Nam. Ôi chà, mình còn quá nhiều giờ, hai tiếng. Nhất là bây giờ đó, mấy chị đó, Việt Nam nó là một cái thị trường rất tiềm năng. Tiềm năng ở đây đó, mình đưa ra một vài ví dụ đó. Cái ngày mà NuSin mở cửa, mình có trên 112, theo con số chính thức của NuSin Việt Nam, chị, mình có 112 family của 78 quốc gia đổ về Việt Nam chị, trong cái ngày khai trương. Và đó là một hiện tượng từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra ở NuSin. Chưa bao giờ. Colombia mở cửa đó, chỉ có 3 family về, đại diện cho Mỹ là phần lớn. Nhưng mà thị trường Việt Nam mở cửa, có gần cả trăm quốc gia đổ về Việt Nam chỉ vì người ta biết được cái tiềm năng của cái thị trường Việt Nam. Trong khi mà mình là người Việt Nam, dĩ nhiên mình không có khuyến khích mấy anh chị là bây giờ chạy hết về Việt Nam cái gì, mình không cần thiết phải làm như vậy. Mấy anh chị Ricky có thể nói chuyện với bạn nào đó ở Mỹ và câu hỏi người ta đơn giản, anh có bà con nào đang ở Việt Nam? Bởi chi vậy? Tôi đang cộng tác với một công ty và công ty nó đang mở cửa thị trường Việt Nam và nó đang cần nhà phân phối. Anh có quen ai nhất là bà con bạn bè thay vì gửi tiền về Việt Nam? Anh có thể giúp người ta có một cái phương tiện mà chỉ vì đây là một cái cơ hội có thể làm ở nhà. Cái lượng tức nó không giới hạn. Và người ta sẽ hỏi anh chị, anh làm cái gì đó? Đừng có nói anh chị, mời vào nghe cái BB của buổi tối là trong chương trình webinar. Hay là ở Việt Nam anh chị, mình có những cái chương trình nói hàng đêm anh chị Việt Nam, mình tới 2 lần cái webinar mỗi ngày. Mình làm thường xuyên, anh em ở nhà, ngồi ở nhà, và đặc biệt là gì? Cái môi trường, cái giới người, cái phân khúc mà mình muốn tiếp cận, đây không phải là sinh viên, gì? Đây là những người tương đối có gia đình, đặc biệt là những mình, thường thường mình đi tìm những người có gia đình. Lý do là sao đơn giản là gì? Không biết Tâm nghe câu chuyện này Tâm buồn. Anh Tâm, chú chỉ tìm những người nào có gia đình. Lý do đơn giản là gì? Khi mình có gia đình, mình nhìn về tương lai, mình lo mà mình nhìn về cuối đường hầm hầu như mình không thấy một chút ánh sáng. Con càng ngày càng lớn, trong khi cái lợi tức của mình nó đứng tại chỗ. Thường những người có con người ta rất lo. Thành ra mình đi tìm những cái người như vậy. Và những người có gia đình mà người ta không có thời gian đi meeting. Mấy anh chị mời người ta đi meeting, cái chữ mà nó boring nhất là chữ meeting. Meeting nó đồng nghĩa với boring. Thành ra mình hay mời người ta đi meeting. Và mời nó mời khách sạn. Thành ra đó, thời buổi này người ta vẫn có thể ngồi ở ngay nhà người ta. Mình có thể nhảy vào phòng khách. Thậm chí là bây giờ 10 giờ đây mình nhảy ngay vào phòng ngủ người ta mình ngồi. Và mình làm quét cho người ta. Người ta mời hay không mời mình, mình nhảy ngay vào phòng ngủ người ta. Mỗi đêm mình nhảy vào phòng ngủ của cả ngàn, nếu mà không nói cả chục ngàn gia đình khách ngoại đến đây. Có giấy phép không có. Cả hai vợ chồng đều nghe mấy chị. Biết bao nhiêu lần vợ đi về nói chồng không đồng ý. Chồng đi về mấy chị, vợ không hỗ trợ, không sức quả. Cái webinar mình dặn người ta ở nhà mở cái volume lớn lớn thì cả nhà nghe. Mình có những gia đình mà bây giờ tới giờ webinar hay con là người đi nhắc bố mẹ tới giờ nghe. Và cái này là cách mà để mình nhìn vô cả gia đình. Cái webinar nó rất lợi hại mấy chị. Và mấy chị có thể làm trở lại cái vấn đề Việt Nam. Việt Nam nó giống như một cái bức tường. Cái trái banh mấy chị đánh về Việt Nam ấy, nó sẽ dùng qua một vài cái quốc gia khác. Vì người ở Việt Nam người ta biết người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đó là lý do tại sao trái banh đánh về Việt Nam nó dùng qua bên Úc ấy, đánh về Việt Nam nó dùng Canada, đánh về Việt Nam nó dùng qua Pháp ấy, đánh về Việt Nam nó dùng khắp mọi nơi. Và mấy chị biết cái người Việt Nam mình ở Việt Nam ấy, có thể người ta sẽ gặp khó khăn nếu người ta là khách hàng ấy. Dĩ nhiên Việt Nam cũng có một cái số người người ta có tiền. Nhưng mà cái mà mình mê cái thị trường Việt Nam là gì đấy? Người Việt Nam mình connect rất nhanh với mình. Nói về cái relationship mấy chị có thể nhìn. Network marketing, cái này là câu mà mình một cách rất tế nhị mấy chị nha. Để mình nói câu này. Tất cả những network marketing bắt đầu từ nước Mỹ sẽ không take off cho tới khi người ta ra khỏi nước Mỹ. Đặc biệt khi người ta hạ cánh xuống ở một quốc gia nào đó ở Đông Nam Á. Mấy chị cứ nhìn. Tất cả những công ty nếu muốn marketing, ngay cả NuSin không thể nào khai thác cho tới khi người ta hạ cánh xuống một quốc gia nào đó ở Đông Nam Á. Điều đó có nghĩa, không biết mấy chị có thắc mắc gì đó không mấy chị?
là tại vì by nature nó một cách rất tự nhiên, người Việt Nam, người Á trong build relationship rất nhanh, rất nhanh. Và đó là lý do tại sao mấy chị phải tận dụng cái cơ hội. Mình nói ở đây Việt Nam anh chị ạ, nó không nhất thiết là ở Việt Nam đâu. Mấy chị cứ nói chuyện với một số cộng đồng người Việt Nam, giống như tất cả mấy anh ở đây mấy chị, ai cũng có thân nhân, ai cũng có bạn bè ở Việt Nam, hoặc là mấy chị có người Việt Nam ở đây mấy chị ở Mỹ và người ta có thân nhân, hay là có thân nhân ở Úc hay có thân nhân ở Canada, mình sẽ đi rất nhanh. Và mình tin rằng qua cái cơ hội này, deep down mấy anh em phải nghĩ là đây là một cái cơ hội để kết nối cộng đồng người Việt Nam lại với nhau. Người Việt Nam mình rất giỏi, nó chỉ có một cái là người Việt Nam mình không làm chung được với nhau. Năm cách đây khoảng chừng 15 năm có thể hơn, mình ở San Jose, mình đi dự một cái meeting của một cái giáo sư bên người Nhật. Ông ta nói về cái văn hóa của người Đông Nam Á, những quốc gia Đông Nam Á mình tò mò mình đi theo mấy cái buổi họp đó. Người ta dạy một cái lớp ở University of Santa Clara, thì mình với bạn ở đi, và ông giáo sư người Nhật cũng lên sân khấu, ông kể chuyện về cái văn hóa, cái sự khác biệt những văn hóa của những quốc gia Đông Nam Á mấy. Nhưng mà khi mà nói tới Việt Nam ấy, ông ta lấy một cái ví dụ là người Việt Nam rất là đặc trưng. Nếu mà mình ví người Việt Nam như mấy con cua nó mà bỏ ra mấy cái xô mà vậy, thì những con cua ở những cái xô nước khác ở những quốc gia khác anh phải đẩy nắp ra, bởi vì mấy con cua nó sẽ bò ra ngoài. Nhưng mà riêng cái xô nước của người Việt Nam không cần đẩy nắp, để con cua này nó bò lên, cái con cua kia nó chích nó lâu xuống anh chị, cái con này nó bò lên chích lâu xuống. Cái thằng bạn mình anh chị, bạn mình nó là sinh viên của trường University of Santa Clara, nó đưa thằng anh cái mặt nó đỏ, nó nhảy lên kia, nó giơ tay, nó cho tôi nói, nó chỉ vô giáo sư người Nhật cái gì, nó ai nói ông câu này? Ông nào nói, ủa chứ từ trước giờ anh không biết à? Mọi người đều biết người Việt Nam không làm chung được với nhau. Cái câu chuyện này tôi không nói ra mấy, cái này là cái văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Mình lôi bạn ngồi xuống mấy gì, cái thằng này nó sắp nổi khùng. Lôi, mình nói với nó, quá đúng. Người Việt Nam mình, mấy chị biết, ba cây chừng lại lấy hòn núi cao, mấy chị nhưng ba người Việt Nam mình chừng lại là nó ra cái gì rồi. Và đó là gì? Mình phải nắm ngực. Và mình nhận là cái này là cái tính của người Việt Nam mình. Bao nhiêu năm chiến tranh nó làm cho con người Việt Nam mình nghi kỵ lẫn nhau. Ngay cả bố mẹ nó dạy trước mà ra đường nhớ ai mà tới bắt tay con phải coi chừng thằng đó nha. Hay là đặc biệt mà nó tới nó hớt con cái thì con phải coi chừng. Và đó là cái văn hóa của người Việt Nam mình. Nó chỉ có qua cái cơ hội này mình kết nối cộng đồng người Việt Nam lại với nhau. Thật ra đối với mình, và mình cũng một cái message, một nhắn nhở với mình, khi mà mình biết được cái cơ hội này, cái chuyện đầu, những người đầu tiên mà mình muốn chia sẻ là những người mình quen, là những người trong gia đình, đó là bà con bạn bè. Và đặc biệt mình trong cộng đồng người Việt Nam hôm nay là mình có thể nói rất vui khi thấy tất cả một số mấy chị. Và chiều nay thì mình sẽ gặp đông hơn. Và thấy rõ ràng người Việt Nam mình từ hồi nào tới giờ tôi liên biết rất rõ chuyện này. Mình luôn luôn chủ trương là lấy công làm lời, và mình đang ứng biển đấy chị. Cả thế giới người ta mơ là chỉ được tới Mỹ, mình đã được ở sống ở cái xứ sở này mà mình nghĩ là Mỹ nó vẫn còn một cái thiên đường này. Mình đang ở ngay đây và mình vẫn còn cày mũi ngay. Mình nghĩ hình như chỉ có Mỹ là dùng cái chữ cày, đi làm nó kêu là chỉ cày, chỉ hình như chỉ Mỹ có Mỹ thôi. Và mình vẫn lấy công làm lời. Mình nghĩ là qua cái cơ hội này mình phải lấy công của nhiều người khác vào làm giàu. Và cái đó là cái mà mình muốn anh chị tập trung vào cái vấn đề mình giúp nhau để hoàn thiện bản thân. Làm sao để mình nâng cao cái chất lượng cuộc sống, anh chị, cái quality of life. Mình đâu có dễ làm ra tiền, anh chị, người Việt Nam mình làm tiền rất giỏi. Nó chỉ có một cái là cái chất lượng, anh chị, cái quality của đồng tiền của mình. Và anh chị biết rất rõ là qua cái cơ hội của New Zealand, mình có thể mình làm được cái đó. Vì cái sự thành công của mình nó tới từ vấn đề mình giúp nhiều người khác improve cái life, cái quality of life. Mấy chị đồng ý không? Yes. Bằng cách ngay chính mình, mấy chị, mình phải hoàn thiện bản thân của mình trước. Và mình phải improve cái lifestyle, mấy chị. Mình xin hỏi mấy chị ở trong này có ai đi là hai vợ chồng? Hai vợ chồng, mấy chị đứng lên được không? Mấy chị đứng, hai vợ chồng. Mấy chị cho anh nào có tay mấy chị. Vì cái chiêu thức này nó improve cái hạnh phúc ở trong gia đình. Mình nghĩ ra mấy chị là, dĩ nhiên là một số mấy chị ở đây chị đi là tại vì ông xã ở nhà phải giữ con, hay là chồng đi vợ ở nhà phải giữ con. Nhưng mà cái này là cái business để hai vợ chồng làm chung nha. Và cái đó là cái một phần ở trong cái quality of life. Còn rất nhiều chuyện khác, mình có cái freedom mà đồng tiền nó mang lại. Cái mà mấy anh em mình đi làm, mấy chị, mình chỉ làm ra tiền.
nhà mình quên mất cái mình muốn là cái tự do mà đồng tiền nó mua được, nó mang lại, chứ không phải là cái tiền. Rất nhiều người có tiền nhưng mà không có tự do. Mấy chị thử đi Hawaii ngày mai có thể có được, phần lớn những người làm không được điều đó. Và cái cơ hội với Lucy nó cho phép mình làm điều đó, thì làm sao mình không chia sẻ với người khác? Và đặc biệt là trong cái cộng đồng người Việt Nam, mình tin rằng qua cái cơ hội này mình sẽ kết nối cộng đồng Việt Nam lại với nhau. Mấy anh chị không cần nhiều người, mấy chị chỉ cần một số thôi, một số hơn 10 người, 15 người, 20 người, 30 người thôi. Nhưng mà cái việc làm của mình phải có ý nghĩa với nó. Và cái đó là cái passion, cái đó là cái động cơ mà giúp cho mình vượt được qua nhiều khó khăn. Là tại vì mình đang giúp đỡ nhiều người khác. Và cái đó là cái chính mình. Cái việc của mình làm đó là connect. Tất cả kết nối mình mê thì kết nối là chính. Kết nối cộng đồng Việt Nam lại với nhau. Bây giờ đó, thứ nhất là mình có một cái câu này mình muốn mấy anh em đọc thường xuyên mỗi ngày. Đây là cái mission statement của Nu Skin. Có thể từ trước giờ mấy chị chưa thấy, nhưng mà nó bằng tiếng Việt. Mình mong tất cả mấy chị đứng lên và mình đọc lớn cái mission statement của Nu Skin. Mình đọc trước là mấy chị ha. Lấy cái energy để bắt đầu nghe một cái ngày hôm nay. Mấy anh chị ở xa có thấy không? Và nếu không thấy thì mấy chị cũng ok. Bây giờ mình đọc trước, mấy chị đọc theo nha. Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp trên khắp thế giới bằng cách giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống qua cơ hội kinh doanh với mức thu nhập tiềm năng hấp dẫn, những sản phẩm công nghệ tiên tiến và một nền văn hóa phong phú. Đó là cái mission statement của Nu Skin. Và mình mong là tất cả mấy anh em Việt Nam mình nếu có dịp gặp nhau, mình tạo cái energy mấy chị bằng cách là deep down, vì đây là cái mission mà mình làm. Mình trở thành một force for good, đó là đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp. Ok, bây giờ mấy chị mình đọc nha. 1, 2, 3. Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp trên khắp thế giới bằng cách giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống qua cơ hội kinh doanh với mức thu nhập tiềm năng hấp dẫn, những sản phẩm công nghệ tiên tiến và một nền văn hóa phong phú. Thành công là gì? Thành công không phải đo lường
bằng cái mức thu nhập chúng ta không phải đo lường bằng tiền, nhưng mà đo lường bằng sự ảnh hưởng của chúng ta có với những người xung quanh. Thì em nghe câu này em thấy rất là ý nghĩa, và chúng ta thấy rõ luôn trong cái culture của New Skin chúng ta sự ảnh hưởng rất là nhiều, vì anh đã thay đổi được cuộc sống rất là nhiều người, rất là nhiều gia đình và tương lai của rất nhiều người. Sau này anh sẽ tiếp tục influence những người đó. Và bây giờ thì em xin giới thiệu và xin các anh chị đứng lên và hoan hô mừng đón chào Team Lead for Smart Platinum An Nguyễn. Hay lắm.
Nó kể cho em nghe nó trở hay may kể không được. Và thế rồi, đúng không ạ? Đặt rồi vào cổng an. Rồi bây giờ cái đề tài của nó là làm sao mình có thể đào tạo được cái đội nhóm lớn. Xin lỗi, hôm nay ở đây là có ai công giáo trên đi lễ không ạ? Chết rồi, rất mất linh hồn hết rồi. À, một số người cứ tưởng là An chỉ đi ra ngoài tuyển mộ những người có đào thôi, không phải. Cái này là những cái sự tình cờ. Nhưng mà cái mà mình muốn đó, là làm sao chúng ta có thể đào tạo được một cái đội nhóm lớn. Và để muốn đào tạo những cái đội nhóm lớn đó thì chúng ta cần gì? Thứ nhất, chúng ta phải có cái mục tiêu lớn. Các anh chị cứ tưởng tượng như vậy đó ha. Bây giờ chúng ta đang ngồi trên một con thuyền đó có tên gọi gì cái gì? Thì học bài được không? Chúng ta đang ngồi trên con thuyền New Skin và chúng ta là những người đang thành phần trên con tàu đó để mà đưa chúng ta đến một mục tiêu. Bây giờ hỏi cái gì này? Là một cái đội nhóm như vậy mà chúng ta không có mục tiêu, tức là con tàu đó không có hướng đi thì con tàu đó đi tới nơi không cái gì? Không tới nơi đúng không? Thành ra là trên con tàu đó chúng ta phải có cái mục tiêu lớn, mục tiêu rất lớn thì chúng ta mới làm được. Cái đội ngũ của chúng ta phải có mục tiêu rất lớn chúng ta mới làm được. Cái mục tiêu của đội ngũ người Việt mình bây giờ là cái gì các chị biết không? Hiện tại bây giờ công ty đã có kế hoạch là 1 tỷ đô la cho thị trường Bắc Mỹ. Và anh có nói với công ty là 500 triệu sẽ tới từ đội nhóm người Việt của chúng ta. Các chị nghĩ mình làm được không? Các chị nghĩ mục tiêu nó có lớn không? Chưa đủ đúng không? Các chị nghĩ mình nên làm bao nhiêu? 2 million. Năm tới. Tức là 1 triệu. Ủa, con này đang phải phòng nhỉ? Ok. Mình nên làm bao nhiêu cái gì? Bây giờ công ty đang làm được ba năm hai mươi triệu thị trường Bắc Mỹ, và công ty có kế hoạch là năm 2017 sẽ đạt được 1 tỷ đô la thị trường Bắc Mỹ, thấy cái gì ha? Nhưng mà theo cái đà phát triển này thì đội nhóm người Việt của chúng ta sẽ làm hơn như vậy, và ít nhất là mình sẽ làm được 500 triệu đô la. Thành ra là bây giờ người Việt của chúng ta có thể làm được mới có mấy chục triệu thôi một năm, và lên 500 triệu là cái mục tiêu mình hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng mà đó là mục tiêu các chị, thành ra là một con tàu có thuyền trưởng, có thuyền phó, có các thủy thủ, có tất cả các hội viên trong này, nhưng mà chúng ta không có mục tiêu lớn thì chúng ta không bao giờ thể tới đích được. Thành ra là các anh chị đây ăn nói chuyện với các chị như là những người leader. Các chị không phải là những người mới tham gia, các chị không phải là những người chưa tham gia, nhưng mà các chị sẽ là những người leader rất lớn, và các chị phải có mục tiêu rất lớn cho đội nhóm của mình. Thứ hai đó là chúng ta phải có cái sự trung thành. Tại vì trong cái công việc này đó, tất cả mọi người chúng ta tới đây với cái cách là tình nguyện đúng không? Không ai trả lương cho mình hết, không ai bắt buộc cái gì hết, mà cái sự ràng buộc duy nhất mình có với nhau là cái sự trung thành với nhau. Nên là các chị em là những người leader thì mình phải trung thành với nhau, trung thành với đội nhóm, nhưng mà ngược lại đội nhóm phải trung thành với leader. Thế nên là đó là một cái sự ràng buộc giữa hai người, chúng ta phải có cái sự trung thành tuyệt đối với nhau để chúng ta thành công. Ok. Và cái điều thứ ba là qua cái sự trung thành phải có cái sự tin tưởng. Các chị phải tin tưởng là những người, thứ nhất đó, là tin tưởng vào người leader của mình. Cái người leader đó là cái người có trách nhiệm dẫn dắt các chị tới cái mục tiêu lớn kia. Cái sự trung thành mình đã tạo được rồi đúng không các chị? Thì cái người leader có cái trách nhiệm là phải dẫn các chị tới cái mục tiêu kia, và đòi hỏi các chị phải tin tưởng cái người leader đó. Bây giờ ví dụ như là các chị là một người thuyền trưởng đấy, và người thuyền trưởng nói là nhổ neo không? 3 người giơ tay hỏi tại sao vậy? 2 người giơ tay hỏi đi đâu? 5 người giơ tay hỏi đi cái nào vậy? Thì các chị nghĩ là cái tàu nó có đi đâu được không? Mình phải tin tưởng người thuyền trưởng tuyệt đối đúng không ạ? Người thuyền trưởng nói nhổ neo thì chúng ta nhổ neo. Và người thuyền trưởng nói là hết ga đi về hướng tây thì chúng ta nói là sao? Hay là chúng ta tại sao vậy? Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối đi về hướng tây đúng không? Mà đó là cái tầm quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta không có tin tưởng nhau đó, thì chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi, luôn luôn có nghi vấn. Và bây giờ tư cách là một người thuyền trưởng, mình có tin tưởng rằng những người thủy thủ của mình là những người có khả năng để mà làm công việc khó hay không? Thế là leader các chị phải tin tưởng những người trong đội nhóm của mình là họ có thể làm được những cái chuyện đó. Ngày hôm qua Nathan Rick nói một câu rất là thích. Nathan Rick nói vậy này, là có thể chính các anh chị chưa có tin vào chính mình, nhưng mà tôi hoàn toàn tin vào các anh chị. Nếu các anh chị là một người thuyền trưởng đó, các anh chị phải có một cái thái độ như vậy, là có thể bạn chưa tin vào mình, nhưng mà tôi hoàn toàn tin vào bạn. Có thể là bạn nghĩ rằng là bạn làm không có được, nhưng mà tôi tin chắc là bạn sẽ làm được. Thì đó là cái thái độ của một người thuyền trưởng, là tuyệt đối tin tưởng vào những người trong đội nhóm của mình.
Tại vì cái kinh doanh nào thì không biết, nhưng mà cái kinh doanh này là cái kinh doanh duy nhất mà nó đòi hỏi cái sự tin tưởng tuyệt đối vào nhau. Các anh chị đồng ý không? Yes. Ok. Và thứ tư là phải có cái sự kết nối. Cái kết nối ở đây Liên có nói là kết nối khắp nơi là để phát triển kinh doanh. Nhưng mà cái lý do mà người Việt mình phát triển tới ngày hôm nay là cái sự kết nối để làm việc chung với nhau. Thực sự đó, anh hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm trước đây là người Việt mình không có làm chung với nhau được. Khi mà quốc gia có đại nạn thì chúng ta đoàn kết để đánh giặc ngoại xâm, đúng không? Lịch sử đã chứng minh chuyện đó. Nhưng mà khi mà hết đại nạn rồi thì chuyện gì xảy ra? Đại nạn đại nhau, đúng không? Chính xác. Và đó là cái văn hóa trước đây. Nhưng mà đối với New Zealand thì chúng ta có cơ hội thay đổi cái đó. Và qua cái sự kết nối thì chúng ta có thể tạo dựng những cái đội nhóm lớn. Ví dụ ở đây ai ở Dallas, các chị ở đây đúng không? Ok, và phần còn lại các chị không ở Dallas đúng không? Bây giờ các chị có muốn xây dựng đội nhóm ở Dallas không? Yes, yes right. Thì nếu mà các chị không có kết nối với những người ở Dallas thì các chị có xây dựng được không? Không có thể được. Thành ra là kết nối sẽ giúp cho các chị tạo dựng được cái đội nhóm của những người thắng cuộc và phát triển. Nó rất là quan trọng. Và có thể đó là một trong những lý do mà anh phát triển được, là tại vì anh kết nối với tất cả mọi người. Anh không phân phân biệt sắc tộc, màu da hay là đội nhóm, mình kết nối hết tất cả. Nhưng mà khi mà các chị kết nối đó, các chị sẽ học được rất là nhiều. Tại vì khi mà mình không kết nối với ai thì bây giờ cứ tưởng tượng này, con mình không cho ra ngoài chơi ra hết, con ở trong nhà, thằng kia nó dơ lắm con à, chơi, con kia nó ghẻ không, đừng chơi với nó đúng không? Rồi cuối cùng mình giữ con mình trong nhà không, thì ra đường nó xin lỗi, hơi đổi gió thì sao? Nó bị bệnh, đúng không ạ? Hơi đổi trời thì sao? Nó bị bệnh. Ok, và ra ngoài nó không biết gì cả. Và cuối cùng thì sao? Nó bị cô lập, đúng không ạ? Thế là kết nối là mấu chốt. Đấy là Thắng Đặng có một bài huấn luyện rất là hay về cái sự kết nối. Thắng nói rằng là nếu cái gì muốn thành công phải ít nhất có cái 6 cái sự kết nối. Kết nối vào trong phân kho, kết nối vào đội nhóm, kết nối người này người kia, ít nhất là có cái 6 sự kết nối mới thành công được. Tại các là các chị phải hiểu chuyện đó. Nghĩa là trong phòng này tất cả những người đã là leader sẽ là leader, các chị phải hiểu được thành công đòi hỏi cái sự kết nối tuyệt đối, không phân biệt. Thì các chị mới có cái đội nhóm để phát triển để đi xa được. Và kế tiếp, sau khi chúng ta đã có mục tiêu lớn, chúng ta có sự trung thành, chúng ta có sự tin tưởng, chúng ta có sự kết nối, thì kế tiếp là chúng ta phải có cái sự cam kết. Bây giờ chúng ta nói rằng là đội nhóm người Việt của chúng ta sẽ làm là 500 triệu năm 2017 đúng không? Tất cả người Việt của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta có cái sự cam kết để làm cái nói không? Chúng ta có cam kết không anh chị? Yes. Nói dễ hả? Anh chị nghĩ làm được không? Được. Đó là điều quan trọng, chúng ta phải có sự cam kết. Tại vì khi người thuyền trưởng nói rằng chúng ta đi về hướng Tây thì mọi người nói đi về hướng Đông, đừng có đi về hướng Đông, đúng không? Tức là chúng ta đi về hướng Tây, nhưng mà chúng ta phải có sự cam kết. Tại vì các chị cứ tưởng tượng như vậy này, một con tàu đi ra biển cả, các chị nghĩ có sóng không? Có bão không? Và những cái đó nó làm cho mình lung lay không? Lung lay như đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà đội nhóm của chúng ta là những người cam kết thì chúng ta có đi tới được không? Yes. Tại vì nếu mà chúng ta không có cam kết thì chúng ta biết đi đâu rồi đúng không ạ? Xuống đáy biển, đúng không? Nếu mà chúng ta không có sự cam kết, gặp bão tố trong bao thì chúng ta xuống đáy biển rồi, chứ không đừng có nói là quay về bờ. Nhưng mà chúng ta có cái sự cam kết đi về phía trước, chúng ta mới thành công được. Thành ra là một cái đội nhóm gọi là cái winning team á, là bao gồm những người leader có cái sự cam kết. Tại vì các chị có đồng ý rằng là khi mình làm công việc này là các chị muốn thành công đúng không? Yes. Tức là chúng ta đang chơi để thắng đúng không? Yes. Chơi để thắng thì chúng ta phải có cái sự cam kết, các chị đồng ý không? Yes. Tại vì không có sự cam kết thì chúng ta chơi thì khỏi bị thua, khỏi bị mắc cỡ với bạn bè. Bây giờ mình dỡ là lỡ vô New Skin rồi, mình báo với người ta là tôi sẽ thành công New Skin về hưu trong vòng 3 năm, mà không lẽ mới có 3 tháng mình bỏ cuộc tình quê quá. Đúng không? Mà kể nếu đang lết là mình tìm được cái lý do nào hay mình đổ tội cái lần sau. Upline đâu ủng hộ tôi đâu. Tại upline thì chúng ta là tôi thành công, rồi upline cũng hỗ trợ. Nếu mà cái công ty này nó nằm ở Lan Đào thành công rồi, nó nằm xa quá. Xa quá không thành công được. Mà anh biết không, thật sự đó, tôi chỉ có nói là có cái tài liệu bằng tiếng Việt nó cho tôi free thôi, tôi đã thành công được, nó không cho. Thậm chí catalog nó bán cho tôi đúng không? Rồi tôi hỏi nó sample, trời ơi anh có biết không? Tôi mà nó cho tôi sample hả, tôi thành công cho anh biết, nhưng nó không cho tôi sample. Không, tôi cứ hỏi sample nó không cho. Bây giờ có đủ lý do đề nghị rồi. Nhưng mà khi mình có sự cam kết rồi đó thì các chị có nghỉ không? Không có nghỉ các chị. Chúng ta sẽ làm tới nơi tới chốn. Thành ra nó đòi hỏi những cái điều đơn giản lắm.
nhưng mà chúng ta phải làm tuyệt đối mới được. Rồi kế tiếp, dấn thân. Anh nghĩ là người Việt của chúng ta có thể gọi là rất là giỏi cái vấn đề này. Đây là cái kinh nghiệm của bản thân anh chia sẻ lại thôi, những cái điều mà anh đã làm anh chia sẻ lại những cái gì thôi. Dấn thân. Nhưng mà thực chất đó là bản chất người Việt của mình luôn luôn dấn thân. Cái câu anh rất thích nghe đó, mà không biết rằng có hợp lý hay không, người ta nói là hy sinh đời bố để củng cố đời con, đúng không? Cái gì có nghe cái tiếng Mỹ nào có câu đó không? Tiếng Mỹ là 18 tuổi ra đi mày, đúng không? Tức là 18 tuổi là đi ra ngoài làm việc đi, tự lập đi, đúng không? Đừng có chuyện là hy sinh ở đây. Nhưng mà người Việt mình có cái câu đó, tại sao là ở đây ai bố cho tay không? Đang hy sinh đúng không? Củng cố đời con đúng không? Mày mất con thì nó y như vậy. Mẹ nó mẹ thì câu sao đấy? Mẹ thì nó câu gì ta? Hy sinh đời mẹ, củng cố đời bố à? Ai nói được? Thành ra là người Việt mình là thực sự là người dân tân. Cái gì để ý ha? Ở đây ai làm trên 10 tiếng đồng hồ một ngày? Cái gì dân tay? Và ai làm trên 5 ngày một tuần? Cái gì dân tay? Nếu mà căn phòng này không phải là người Việt mà hỏi câu đó thì cái gì nghĩ là số lượng người dân tay nhiều ít? Thành ra là người Việt mình dám dấn thân, dám chơi. Không chịu. Ai nói chơi trong dâu nữa? Dám chơi, dám chịu, nhưng mà không chơi nhiều, đúng không ạ? Thế là người Việt mình có cái văn hóa như vậy, rất là hay. Thành ra là có thể cái văn hóa đó khi mình mang vào mình xin mình thành công được. Tại vì khi mình làm thì mình sẵn sàng, mình dấn thân. Nhiều khi anh thấy là một số anh chị em đó, lần này ví dụ như anh rồi Hoàng với một số anh chị em ở Dallas hy sinh rất là nhiều, chạy tới chạy lui kiếm chỗ này kiếm chỗ nọ, kiếm mấy cái chỗ này không có đơn giản cái gì. Tại vì Dallas thấy lần lòng rộng rồi, nhưng mà kiếm mấy cái chỗ nào cái này không có dễ chứ nào. Chạy đâu chạy đảo, lo khách sạn, lo tùm lum hết trơn, là dấn thân. Mà 99% những cái chị em trong phòng này không phải là đồ giống của hai anh bên này. Đó là cái sự dấn thân cái gì. Thành ra là khi mà người tới sớm nhất lại, người về trễ nhất lại, nhưng mà chỉ có người Việt mình mới làm được cái chuyện này giỏi. Anh không nói là người khác cũng có làm được, nhưng mà người Việt mình làm cái này rất giỏi cái gì. Nhưng mà để mà tạo dựng một cái đội nhóm lớn thành công, các winning team đó, thì những người leader như chúng ta là những người phải dấn thân. Dấn thân tức là sao? Là người phải làm trước, đi trước. Nhưng mà dĩ nhiên là có một số anh chị em là vô phòng họp này, ủa sao giờ này bàn ghế chưa sắp anh? Project ở đâu rồi? Sản phẩm chưa có rồi? Sao kỳ rồi? Sao không có nhà? Tức là tới là mọi hy vọng là mọi chuyện nó xong hết trơn rồi. Meeting chưa xong rồi sách có về mất tiêu. Bước vô thì đòi hỏi mọi cái phải sắp sẵn hết. Bước về thì chưa về, mình đã về rồi. Và đó phải là dấn thân không các chị? Không có dấn thân. Thành ra là leader họ phải có những cái tố chất này. Tức là mình phải dấn thân các chị. Mình là phải là người đi trước. Tại leader là đi trước hay đi sau? Thế trước đó, người ta nói rằng là leader giống như là một cái cách mà lãnh đạo, như một cái sợi chỉ đó. Cái sợi chỉ, cái gì kéo thì nó đi được không cái gì? Đẩy nó không đi được đúng không? Phải kéo nó mới đi được. Thì leader là vậy. Thế là dẫn thân nhiều khi đó, làm leader nó thiệt với cái gì trước này. Nhiều cái hơi lỗ chút. Tại sao? Tại lúc nào mình đi trước hết, người ta là ăn cổ đi trước, lội nước đi sau. Còn bây giờ mình ăn cổ mình đi sau, mà lội nước mình đi trước. Gặp khổ thì ai là người xa trước? Mình xa trước. Nhưng mà đó là một cái sự dấn thân cái chị. Tại vì khi mà cái chị đã làm được cái chuyện đó, và những người trong đội nhóm của họ thấy mình làm chuyện đó, thì họ làm gì? Họ sẽ làm theo. Và đó là cái cách cái chị đánh đạo cái chị. Và khi mà tất cả mọi người làm việc có cái tinh thần dấn thân như vậy, thì cái đội nhóm của cái chị sẽ là những người cam kết để thành công. Tại vì mọi người sẵn sàng dấn thân. Và cái đội nhóm mà không có dấn thân thì họ đặt câu hỏi: tại sao? Đi đâu vậy? Đi bằng cách nào vậy? Tại sao vậy? Đúng không? Và họ cứ làm như vậy. Còn mà cái đội nhóm của những người dấn thân là họ nói là: anh cần tôi làm gì? Tôi sẽ làm chuyện đó. Anh còn cái gì làm cho tôi làm hay không? Thì tôi sẽ làm. Đó là cái sự dấn thân cái gì? Chứ không phải là chúng ta ngồi chờ khi mà người ta đưa cái gì mình mới làm. Leader của một đội nhóm khắc phục là những người dấn thân, tức là mình nhắm tình nguyện giơ tay coi thì coi là mình cần phải làm cái gì, và ngay cả những cái công việc mình không có được giao phó mình vẫn nhảy vào mình làm. Đó mới là dấn thân nhá. Rồi
hy sinh, nhấn tên nó khác một chút, hy sinh nó khác một chút đấy các chị. Anh nhớ là cái này thì kể câu chuyện của mình thôi, không phải khoe khoang, nhưng mà muốn kể cái câu chuyện của mình để các chị biết được đó là nó có những cái việc mà người leader làm ngay cả những lúc mà khó khăn nhất. À, cái này thì chúng mình còn nhớ đấy, một số anh chị em nào mà tham gia hồi đó mình làm cái cắm trại lúc nào chứ, năm 2011 á, 2011 hè 2011 thì lúc đó là nhóm ngồi lại với nhau đó là mình nên tổ chức một cái gì đó cho những người Việt của mình để đoàn kết. Tại vì hồi trước mà tụi này đã biết rồi là người Việt không đoàn kết, đúng không? Thì phải có cái đoàn kết để đoàn tổ chức một cái camping. Và lúc mà quyết định làm camping thì có đề cử anh là anh lo cái chương trình đó. Và lúc mà anh nói ok tôi sẽ lo chương trình này, đang quên mất là bà xã đang có bầu. Không phải quên bà xã đang có bầu nhé. Này nữa nè, cách để xóa cái đó đừng bỏ lên YouTube. Mình quên cái ngày due date. Ở đây có anh nào quên cái ngày bà xã đẻ không? Không. Này giờ này tôi đỡ mất quân tử rồi. Tức là mình quên cái ngày nào là ngày mà bà xã sinh con. Thì cái ngày mà sinh con là chính cái ngày làm kem mình. Chính cái ngày làm kem mình luôn. Và mình lỡ hứa rồi, đúng không? Tức là mình lỡ hứa mình chăm sóc cái này rồi. Thì nếu mà đưa ra lý do, có hàng ngàn lý do tại sao không làm cái đó được. Nhưng mà ngày đó anh có mặt. Và đi camping thì cách có 1.5 tiếng đồng hồ, cách nhà 1.5 tiếng đồng hồ lên núi, không có xong. Thế là cứ lo việc xong anh chạy xuống núi anh gọi điện thoại, xong rồi chạy lên lại lo việc xong chạy xuống núi gọi điện thoại lại. Nhưng mà đó là những sự hy sinh các anh chị. Anh không nói rằng là anh là người duy nhất làm được cái chuyện này đâu, các anh chị đều có thể làm được hết. Nhưng mà khi mà những cái tình huống nó xảy ra cho các anh chị đó, các anh chị nên đặt câu hỏi rằng là mình có dám dấn thân và hy sinh hay không, hy sinh hay không. Tại vì có nhiều người họ không dám hy sinh cái gì, họ đòi là người khác hy sinh, đúng không? Ra chiến trường nữa thì anh đi trước đi, đạn bắn qua trời thì anh đi trước đi, vô tiệm neo cũng vậy, anh đi trước đi. Có người nào mà vô tiệm neo mà đi cứ vậy không? Tiền này được mà chỗ đó nhìn hiền đó, vô không dám, đúng không? Mình đùn người khác đi trước. Thì bây giờ anh hỏi đơn giản, nếu mà các chị đùn người khác đi trước á thì mai mốt người đó người ta làm gì? Mọi người đó người ta vô người ta bắn chết rồi, người ta chết rồi. Nhưng mà mình mà chỉ cho họ cách đùn người khác thì tới lượt họ, họ đùn người khác thôi, họ cứ đẩy người khác, họ chờ người khác hy sinh. Bây giờ mình không nói là kinh doanh là chiến tranh, nhưng mà người ta nói là thương trường như chiến trường, đúng không? Cái này là có đổ máu thôi, nhưng mà thực sự đó nó là một cái cuộc chiến tranh giữa mình với người khác. Nhưng mà cuộc chiến tranh lớn nhất là mình với mình, vượt qua nỗi sợ hãi, đúng không? Hay là bây giờ mình không dám hy sinh, mình chờ người khác hy sinh. Một cái chiến tranh mà không có người hy sinh thì chiến tranh đâu có xảy ra mà có người thắng cùng cái gì. Chiến tranh nào cũng phải có người hy sinh hết. Nhưng mà cái hy sinh này mình cũng mất mạng cái gì ha. Hy sinh nó đòi hỏi một vài cái gì đó mình cần phải trả thôi. Và nó dẫn mình tới cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ là cái sự trả giá. Ở đây tất cả mọi người, trong phòng này hơn 400 người chúng ta. Ở đây ai muốn thành leader những người thành công? Tất cả mọi người đúng không ạ? Và các anh chị biết rằng là thành công nó có cái sự trả giá. Các anh chị đồng ý không? Không biết là ở đây có anh chị nào có bóp Gucci không ta? Góp bóp Gucci bao nhiêu tiền? 800 này. Rồi ở đây có ai có bóp LV không ta? Hôm nay các anh chị hôm nay cũng ai có bóp LV nữa. Em giơ tay, Tuấn nó còn giơ tay nữa kìa. Ông có bao nhiêu tiền cái gì? Mấy? Anh mua 2 triệu. 2 ngàn rồi đó. Bữa giờ bà xã nó 200%. Thì nhìn bữa giờ mình có đem ngôn thoải mái đi. Nhìn bữa giờ không có tiền. Cứ nói là 200, mình cứ được 200 thật. 2 ngàn đúng không? Bây giờ cái bóp nó vô mình trả 20, ai bán cho mình không? Không bán đúng không? Thế là cái gì nên để nè. Và cái này nó bình thường lắm. Tức là những cái vật dụng các anh chị xài bình thường thôi, nó có giá không các anh chị? Nó có giá. Các anh chị có kỳ trước, ví dụ cái bóp LV chúng ta có kỳ nèo rồi không? Nó đòi 2 ngàn thì chúng ta làm gì? Móc 2 ngàn ra trả, không có 2 ngàn thì sao? Kiếm thằng nào ngu nó trả cho mình đúng không? Mấy anh có người yêu thì làm ơn mua cho người yêu chút, mua
ngu chứ có lời. Nhưng mà tất cả những cái món đồ mình mua, mình xài lớn hay nhỏ nó đều có một cái giá cả, đúng không? Nó đều có cái giá hết. Ở đây nói về cái giá khác, ở đây chúng ta ai là kỹ sư cái gì ở đây này? Không có nhiều kỹ sư hả? Kỹ sư đi học bao nhiêu năm cái gì? 4 năm đúng không? Giỏi 4 năm, anh nhớ hồi đó 5 năm rồi. Học 4 năm mới ra trường đúng không ạ? 4 năm đó cái gì nghĩ hy sinh không? Bây giờ có bao nhiêu kỹ sư dám đi học lại 4 năm để lấy bằng kỹ sư? Không dám nữa đúng không? Hy sinh nhiều, trả giá nhiều lắm đúng không cái gì? Để lấy gì? Lấy cái bằng để đi làm. Và đi làm cả đời. Thì bây giờ đó, khi chúng ta làm việc, tôi xin hồi nãy chúng tôi có nói rằng là đây là cơ hội tuyệt vời. Không có cái phương tiện nào tuyệt vời hơn cái phương tiện này cả. Tại vì nó cho mình cái cơ hội về hưu từ 3 năm tới 5 năm mà đúng không? Một cơ hội rất lớn, mà thậm chí cho là mình làm 10 năm đấy mình về hưu. Thì bây giờ cái câu hỏi chúng ta là chúng ta sẵn sàng trả giá gì? Ở đây chúng ta ai làm neo cái gì chúng ta làm được không? Ok. Làm neo cái gì phải đi học cái gì? Học mấy tháng? 6 tháng đi học đúng không? Trừ khi là mình mua bằng đúng không? Mua bằng thì ngay lập tức đúng không? Nhưng mà đi học cái lớp mua bằng nhé, vấn đề mua bằng đừng bỏ lên YouTube cho người Việt Nam mình bắt hết. Là mình đi học 6 tháng thì đó là cái sự trả giá đúng không? Rồi bây giờ anh chị em là đã làm neo trên 10 năm rồi, cái gì cho ai được? Anh nhận là người Việt mình rất là trung thành với nghề. 10 năm làm neo cũng là sự trả giá đúng không? Và cái gì nghĩ rằng làm cái đó dễ không? Khó đúng không? Nhưng mà cái gì có biết là tại sao mà mỗi ngày cái gì đi làm được không? Quen rồi, đúng không? Mình quen rồi thì mình không thấy khó nữa. Nhưng mà nghĩ lại đi, mình có muốn làm công việc đó mỗi ngày hay không? Mình có muốn làm công việc đó mỗi tháng hay không? Và có muốn làm nó 10 năm nữa hay không? Không ai muốn cả. Nhưng mà chúng ta đang trả giá mà chúng ta không có để ý. Thì bây giờ tới với Lucas, cái giá trả, anh không nói về tiền bạc, nhưng mà những cái sự hy sinh của mình, những cái thời gian của mình. Có người họ nói ra, có một người bạn rất là bây giờ con tôi còn nhỏ lắm, mới có 1 tuổi, tôi không có làm lưu xin được, chờ nó vô đại học rồi tôi làm. Nhà, bây giờ tôi dành thời gian cho nó. Ở đây có anh chị em nào có người nói vậy không? Nhà vô đại học rồi làm. Anh nói vậy nè, cái gì cũng phải ở trên. Bây giờ bạn nói là con bạn còn nhỏ, nhưng mà bạn có phải đi làm không? Có, tôi vẫn đi làm một ngày 8 tiếng đồng hồ. Bạn nghĩ rằng là bạn phải làm bao nhiêu giờ như vậy, bao nhiêu ngày như vậy để nuôi con vào đại học? Tôi phải làm, lúc nó vào đại học là bao nhiêu năm? Làm 18 năm. Bạn nghĩ rằng là 18 năm sau đó bạn nuôi con vào đại học rồi thì bạn có được những cái gì bạn muốn hay không? Thì nó xong, tôi phải làm tiếp tục để cho con ra đại học luôn. Cái gì biết là thống kê ở Mỹ bây giờ đó ha, là đa số những người mà bắt đầu họ cất dành tiền được á là khi họ trên 50 tuổi. Các chị biết tại sao? Tại vì họ phải nuôi con cho tới lúc con vô đại học, và thậm chí có những người phải nuôi con cho lúc con ra đại học. Rồi bắt đầu họ mới cất dành tiền được để về hưu. Và đó là lý do tại sao ở Mỹ bây giờ đó, 2/3 những người về hưu ở Mỹ không có tiền. Anh nói cái này các chị không có tin. Nhưng mà các chị hãy nhìn chung quanh những người mình biết đó, cô, chú, bác, ba mẹ, hàng xóm của mình, những người trên 65 tuổi về hưu, có bao nhiêu người có tiền các chị? Cái gì có biết nhiều người có tiền không? Nhiều ít cái gì? Ít. Thì bây giờ mình, đó là những người đi trước mình 10 năm, 20 năm, 30 năm, đó họ đã trả giá 40 năm cuộc đời đi làm, họ vẫn về hưu không có tiền. Và bây giờ khi chúng ta tham gia lưu xin, cái sự trả giá của mình có thể là 3 năm, 5 năm, có thể là 10 năm. Để không những là cái gì có thể về hưu, mà cái gì có thể tạo được nguồn thu nhập không giới hạn cho cái gì này. Rồi cái gì chết thì con cái có thể hưởng này, con cái đến cháu mình có thể hưởng. Tức là lưu xin cho phép mình thừa kế từ đời này đến đời nọ. Thì bây giờ các chị sẵn sàng làm cái gì? Tới đây cũng là một sự hy sinh, đúng không ạ? Các chị đang dành cái thời gian của mình xa gia đình, xa con cái để chúng ta tới đây. Nhưng mà có bao nhiêu người chịu được cái sự hy sinh đó? Những cái sự hy sinh đơn giản là bây giờ mình về nói chuyện với người bạn của mình. Người bạn của mình nói no. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta bỏ cuộc đúng không? Không đúng không? Chúng ta nói là chúng ta phải hy sinh cái này, hy sinh đời bố cũng có đời con mà đúng không? Hy sinh cái này, không có để những cái lời đó nó ảnh hưởng tới mình, để mình nói chuyện với người khác và người khác và người khác. Những cái sự hy sinh nhiều khi là mình cứ nghĩ là phải trả tiền, trả bằng thời gian, nhưng mà cái hy sinh từ những cái lời nói cũng là cái sự hy sinh. Ví dụ như lúc mà anh tham gia đó, thì ông anh vợ của mình nói rằng là làm ba cái đồ vớ vẩn,
ông chú nói là thả mồi bắt bóng. Rồi có người nói, thậm chí có người còn đi xa hơn, đó là thằng này lợi dụng vợ, thầy ý rằng vợ rất là dược sĩ, thầy nó dám làm ba cái chuyện vớ vẩn lung tung. Nhưng mà nếu mà mình thực ra mình phải hy sinh mình, tức là không có để những cái lời nói đó nó ảnh hưởng tới mình. Tại vì mình biết rằng là nếu mình để những cái lời đó ảnh hưởng tới mình á, thì mình không có xây dựng những cái tương lai cho gia đình của mình. Tại vì mình biết rằng những người đó không có trả tiền tiêu cho mình, không có nuôi con mình vào đại học, không có cho vợ mình về hưu, không có cho mình về hưu, chỉ có mình thôi. Đấy là những cái lời nói đó mình phải nuốt vào trong bụng, những cái giọt nước mắt phải nuốt vào trong, đúng không? Nếu cái gì bị người bạn thân đến từ chối, cái gì có đau không? Nếu mà cái gì bị người thân trong gia đình nói rằng cái gì đang đi làm công việc lừa gạt người khác, cái gì có đau không? Mặc dù mình biết mình đâu có lừa gạt ai, đúng không? Mình đâu có lấy gì của ai. Thành ra là khi họ nói như vậy thì nước mắt nó phải chảy ngược cái gì vào trong, mình nuốt nó, mình nuốt nó để chi? Đó là cái gì hy sinh. Hy sinh cũng không phải là mình làm bao nhiêu việc cho người khác, mà nhiều khi hy sinh là mình làm bao nhiêu việc cho mình và cho gia đình của mình. Thế là anh muốn cái gì nhớ những cái chuyện này. Nhưng mà nó đi xa hơn nữa đó, thì tất cả những công việc mình làm nó đòi hỏi cái sự trả giá cả. Nó đòi hỏi cái sự trả giá cả. Và nếu mà cái giá mình trả chưa đủ, có thể là khi mà chúng ta còn gặp khó khăn chưa thành công, có thể chúng ta chưa trả đủ giá. Cái bóp đó mua 2.000 bây giờ mới con được có 1.000 đồng, chưa mua bóp được. Có thể là tiếp tục con cái gì? Tiếp tục con, tức là chúng ta phải tiếp tục tích lũy và trả giá. Để tới một lúc nào đó thì chúng ta có đủ khả năng chúng ta mua cái bóp nó về. Tức là tới một lúc nào đó các anh chị có đủ khả năng để thành công với New Skin. Thành ra là thành công New Skin là một quãng đường. Đó là lý do mà khi các anh chị thấy cái mức thu nhập trung bình của công ty New Skin đó, nó đi từ Executive, rồi Gold, rồi Lapis, rồi Ruby đi lên, đúng không các anh chị? Nó đâu có phải đi từ cái này, cái nhảy cái vọt cái này đâu, đúng không? Nó là một cái chặng đường, và qua cái chặng đường đó nó cho phép các anh chị phát triển trưởng thành, và có thể nó cho các anh chị trả góp, phải không? Nó trả góp cứ tưởng tượng ha, nó bắt các anh chị trả ngay lập tức là vấn đề ha. Tất cả những cái sự thử thách và khó khăn nó dồn vào chung một ngày, các anh chị chịu nổi không? Không, đúng không? À, các anh chị nghe Murphy's Law chưa? Murphy's Law là khi một chuyện nó sai là mọi chuyện nó đi sai, đúng không? Các anh chị cứ tưởng tượng ở đây anh chị em nào đã tham gia trên một năm cái gì ra tay không? Ok, các anh chị cứ tưởng tượng ha, là trong vòng một năm vừa rồi mình gặp khó khăn, đúng không? Và bây giờ tất cả những cái khó khăn nó dồn vào một ngày, tức là vợ mình sẽ đẻ ba đứa vào một ngày. Ok, rồi là có một số người có ở đâu đó, có nghe có người nào bị cháy nhà đó, cháy nhà xong rồi xe ở đằng sau cháy nhà thì có người xe đổ vân vân. Các chị cứ tưởng tượng tất cả những cái đó nó xảy vô một ngày, thì chịu nổi không? Nhưng chịu nổi may quá, New Skin nó là một quãng đường, nó cho phép mình trả góp, mình hy sinh này, mình trả cái này, mình trả cái này, mình trả cái kia. Bây giờ mình cứ tưởng tượng là ngay may quá bà xã mình ngày hôm đó, tức là anh đi camping về thì bà xã mới sinh. Nhưng mà cứ tưởng tượng lúc đó bà xã sinh đứa này, ngày hôm nay ngày mai đẻ thêm đứa, ngày mai đẻ thêm đứa, đây chắc mình chết, không có trả nổi, giá nó mắc quá, đúng không? Rồi bây giờ bà xã lúc mà sinh con là bị đau, đi không có được này, rồi sinh ra bị không có cây sinh này, đứa con sinh ra nó ngủ không có được này, nó ăn không có được này, phải ôm nó cả ngày này. Bây giờ mình cứ tưởng tượng là tất cả những cái đó nó xảy ra cùng một ngày, nó dồn hết vào một ngày, mình chịu nổi không? Không có chịu nổi cái gì. Nhưng mà may quá mình được trả góp. Nhưng mà không có nghĩa là mình muốn trả cái gì. Thì là mỗi ngày đó, khi mà các chị làm công việc này mà nó đòi hỏi, nó cảm, các chị có cảm giác là mình phải trả một cái giá gì đó, các chị hãy vui vẻ trả. Tại vì đây là một cái sự trả góp. Còn khi mà tất cả nó dồn lại một lần, nó phải bắt các chị trả một lần, các chị không chịu nổi đâu, các chị sẽ bỏ cuộc ngay lập tức. Thành ra là tất cả mọi sự việc nó tới khi mà chúng ta đòi sự hy sinh, dấn thân và trả giá, thì chúng ta hãy vui vẻ làm chuyện đó. Có thể khi một người từ chối mình đó, thì mình cần phải vượt lên, để mà khi mà trong tương lai các chị có cái đội nhóm người ta tới mình, nó lại thôi em đem nói chuyện một người ta từ chối em, các em bỏ cuộc quá, thì mình nói sao? Anh chị đừng có lo, đây là chuyện bình thường. Trước đây tôi cũng vậy, bây giờ tôi là team lead, mà trước đây mà tôi nói chuyện với người bạn thân nhất thì người bạn thân nhất cũng từ chối tôi, rồi mọi chuyện sẽ qua. Anh chị có thể không có tin mình, nhưng mà tôi hoàn toàn tin tưởng là anh chị sẽ làm được. Hay là đó là những cái bài học, thực sự là mình trả giá cho cái bài học của mình trong tương lai, để mình có thể đào tạo và dẫn dắt cái đội nhóm của mình. Những cái sự khó khăn, ví dụ các chị đi sự kiện đó là bây giờ em hết tiền thì không có thể nào đi sự kiện được nữa. Nhưng mà các chị cố gắng hết sức để các chị có mặt ở sự kiện. Đó cũng là một cái sự trả giá, để mà khi trong tương lai các chị gặp những người tương tự như vậy thì chúng ta nói sao?
Hồi trước tôi cũng vậy, tôi rất là tuyệt vọng, tôi không còn đường lối thoát nữa. Nhưng mà tôi cố gắng hết sức và tôi vượt qua được khó khăn đó, thì ngày hôm nay tôi là Timothy Foster. Vân vân và vân, đó là những cái câu chuyện mà các chị trả giá từ từ thôi, để các chị có cái sự thành công lớn. Ở đây các chị em nào đóng cửa tiền để tới đây, giơ tay cao cao. Đóng cửa tiền tới đây đúng không? Đó cũng là một cái sự trả giá đúng không ạ? Đó là một sự hy sinh dấn thân và trả giá. Nhưng bây giờ ví dụ như anh tôi đi đóng cửa tiền tới đây và mai mốt có một người khác nói là anh hay em muốn đi nhưng mà em có tiền không đi được, thì có phải rằng là anh Tony có một cái câu chuyện rất là hay là hồi đó anh cũng vậy, anh cũng phải đóng cái cửa tiền của anh đi để ngày hôm nay anh thành công như vậy. Thế nên là bây giờ là một cái giá mình trả để mình có một cái câu chuyện để mình truyền đạt cho người khác khi mà người khác mà có những câu chuyện tương tự như vậy. Và có nhiều cái tương tự như vậy trong con đường thành công với New Skin, các anh chị sẽ đòi hỏi, sẽ bị đòi hỏi những cái sự trả giá trên con đường đó. Giống như là các chị mà đi về Đông Bắc, bên Đông Bắc, bên New York, New Jersey, các chị thấy thô nhiều lắm đúng không? Các chị không có trả thô đó, thì các chị có chạy qua được không? Chạy được, nhưng mà bị phạt. Bị phạt nó còn nặng hơn nữa đúng không ạ? Là cái mà nó tệ nhất đó, là bây giờ các chị gặp khó khăn, các chị có phàn nàn không dám trả giá. Xong rồi cứ làm như vậy, rồi cuối cùng nó dồn lại, nó phạt cho mình lần. Tức là mình phá sản đúng không? Phá sản tức là bỏ cuộc đúng không? Mình không muốn tất cả những sự khó khăn nó dồn vào một lúc, nhưng mà tất cả những khó khăn nó sẽ tới với mình. Hãy coi nó là một cơ hội để mình được trả trước, trả góp cho cái sự thành công của mình. Và có thể là tiền bạc cũng vậy các chị, đi sự kiện cũng tốt, tiền tốt bạc đúng không ạ? Nhưng mà đó là một cái sự trả giá luôn về cái vấn đề tiền bạc. Tại vì chúng ta không có tới đây, chúng ta đâu nghe được cái đơn chỉ, đâu nghe được ai nói chuyện, mà nghe những người khác họ chỉ dạy những cái điều quý báu nhất đúng không ạ? Nên đó là những cái sự trả giá nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà các chị hãy coi cái cuộc hành trình này là một cái thô quay đúng không ạ? Một cái highway có thô. Trên đường nó có thể nó vòng vèo, có thể có tai nạn đằng trước, có thể nó kẹt xe, có thể lâu lâu có trời mưa đá, có thể lâu lâu có giông bão, và có nhiều cái thô đó. Nhưng mà cuối cuộc hành trình đó thì cái nơi đẹp nhất cho các chị, rất là đẹp nhất. Thế là khi mà chúng ta chưa tới được cái mục tiêu đó thì chúng ta hãy bắt đầu làm những cái chúng ta đang làm bây giờ, là hãy tiếp tục cam kết đi trên con đường của mình, trung thành với người leader của mình, dấn thân, cam kết, hy sinh và trả giá. Và khi mà các chị đã làm được cái chuyện này thì đội nhóm của mình họ sẽ quan sát mình. Và khi họ quan sát mình, họ thấy mình làm được những cái chuyện đó thì họ sẽ trung thành và cùng nhau phát triển cái thị trường với mình. Và khi các chị đưa ra những cái kế hoạch, họ sẽ cam kết họ làm chung với mình. Và chỉ có vậy thôi. Thế đó là đừng có đòi hỏi từ những người khác những cái gì mà chính bản thân mình cũng dám làm cái gì. Tại vì nhiều khi mình nói là tại sao mà đang làm mình không đi họp ta? Tại sao đang làm mình không đi học, tại sao mình không đúng giờ, tại sao đang đúng giờ mà mình không đúng giờ, và thậm chí chính bản thân mình không đi học, hứng á, mình đi không hứng, không đi à, sự kiện đó là anh ơi tại sao mà em mời người đi sự kiện không có được. Nói vậy là lần vừa rồi em đi sự kiện lúc nào đó thì bây giờ em đang chờ đau lai nó đi em mới đi chứ đúng không? Rồi cuối cùng thì ai đi? Không có ai đi cả các chị. Thành ra là thực sự là những người như tụi anh đó là những người đó là thành công, và anh chỉ sử dụng những cái công thức đơn giản nhất thôi. Leader là người đi trước, là người làm trước. Và khi mình đi như vậy đó thì không biết là anh chị có đi theo tôi không, tôi vẫn đi. Và mình có thể nói vậy là các chị không đi tôi vẫn đi, tức là ví dụ như tụi anh mỗi lần đi sự kiện đó là tôi book vé rồi, tôi book khách sạn rồi, anh chị book chưa? Còn mà có những người khác á là chờ anh book vé đi, tôi book vé luôn à, anh book chưa đâu, tôi đang chờ anh book vé mà. Rồi người kia người ta gọi người khác, người ta cũng chờ như vậy, người khác gọi người ta cũng chờ như vậy, cuối cùng ngoài đi đó. Thành ra trong cái tương lai chiều nay chúng ta sẽ có một cái session huấn luyện về 5+. Tại sao các chị có mặt ở đây? Có mặt ở đây ngoài cái vấn đề mà học hỏi riêng đó thì nó có một cái công thức thành công khác nữa, và chiều nay chúng ta sẽ giải thích thêm cho các chị cái đó là tại sao cái 5+ nó quan trọng để giúp cho các chị thành công trước. Nhưng mà đây là những cái bước để chứng minh cho các chị thấy là người đi trước là người có cơ hội thành công lớn. Nhưng mà người đi trước là người dám làm, đúng không? Tại vì có nhiều anh chị em lúc mà mua 5+ á, mình không biết là có người có đi với mình hay không, đúng không? Nhưng mà mình vẫn mua 5+, tức là mình mua 5 vé để tặng được một vé free đó. Thế không, cái vấn đề không phải là cái vé free, nhưng mà cái gì là người đi trước, và đó là cái dấu hiệu của những người thành công được cái gì. Thế nên là anh chúc mừng cái gì đã làm được chuyện đó, tức là mình đã dấn thân đi trước, tức là mình đã có cơ hội làm leader rồi. Vỗ tay để chúc mừng mình. Tiếp tục đào tạo để chúng ta có đội nhóm lớn hơn. Và chúng ta đặt câu hỏi ra, nếu ngày hôm nay chúng ta có một cái đội nhóm 10.000 người, anh biết là một số anh chị em mới tham gia, mình nghĩ là chuyện đó nó khó lắm, nhưng mà chuyện đó nó sẽ xảy ra.
Nếu mà chúng ta có một cái đội nhóm 10.000 người thì chúng ta muốn cái đội nhóm đó thế nào? Và các chị hãy bắt đầu làm như vậy. Các chị muốn cái đội nhóm 10.000 người của mình luôn luôn đúng giờ thì các chị phải đúng giờ là trễ rồi. Trước giờ. Chúng ta phải tới sớm, đúng không ạ? Gương mà làm gương chúng ta tới giờ thì người ta canh canh, người ta tới trễ chút, người ta tới trễ chút, người ta tới trễ chút, đúng không? Nếu mình có cái đội nhóm mình muốn họ đúng giờ thì mình phải tới sớm, đúng không? Các chị có thấy là cái tư duy nó thay đổi không? Leader phải suy nghĩ như vậy đó các chị. Người đi theo đó, họ nói đúng giờ, leader là tới sớm, đúng không? Nếu người ta nói rằng là ngày thứ ba này có họp 7 giờ thì leader có mặt lúc 6 giờ, đúng không ạ? Đó là cái tư tưởng của người leader. Nhưng mà khi những người mà thấy mình làm vậy thì sao? Họ cũng sẽ bắt đầu họp tới sớm. Thành ra là cái hình dung nha, mình sẽ có một cái đội nhóm 10.000 người. Và 10.000 người đó các chị muốn họ thế nào? Ví dụ các chị muốn họ là những người có sự cam kết thì mình phải cam kết. Nếu các chị muốn những người leader của mình hy sinh thì mình phải và mình muốn những người leader của mình tin tưởng thì mình phải và mình muốn họ trung thành với mình thì mình phải trung thành và mình muốn họ hy sinh thì mình và các chị muốn họ trả giá thì các chị phải. Và các chị đã nắm bắt được những công thức thành công làm sao mình có thể đào hiểu tạo những cái đội nhóm lớn rồi đó các chị, là hãy hiểu những quy tắc đơn giản như vậy và để thành công nó bắt đầu bằng chính bản thân mình. Các chị có thể làm được chuyện đó mà. Yeah. Các chị thành công không các chị? Tìm được những key để giúp cho mình thành công. Và trong 3 năm mình làm tạc sang
mà sau khi mình nắm được cái key này và mình làm full time trong thời gian vừa rồi là 6-7 tháng, mình thấy cái sự phát triển của team mình rất là mạnh. Và đó là cái mà mình muốn chia sẻ với chị trong buổi trưa hôm nay. Thứ nhất là anh chị phải trở thành một người học trò giỏi trong công việc này. Tại vì đối với công việc nào, kinh doanh nào cũng vậy, nó đều có những cái bí quyết riêng để giúp cho họ thành công. Ví dụ như chị học kỹ sư thì anh chị phải vô trường chị học kỹ sư. Nếu mà chị đang học kỹ sư mà chị muốn trở thành một người dược sĩ thì sao, anh chị phải vô trường chị học lại. Chứ không thể nào một người kỹ sư mà qua dược sĩ không cần học mà trở thành dược sĩ. Hay là anh chị đang làm kinh doanh trong ngành nail mà chị muốn làm supply thì sao, chị phải đi học. Thật ra mình nói không cần bắt đầu chị là gì, nhưng mà chị nếu như chị kinh doanh network marketing thì chị phải học cái cách làm việc của network marketing. Nào, đó là cái mà chị đầu tiên mình chị phải học. Mình chưa thấy ai vô đây mà nói không học mà trở thành một người thành công, mình chưa thấy. Và mình sợ nhất là những người giỏi vô đây mà nghĩ là mình giỏi rồi mình không học. Chính cái đó mà mình thấy được rất nhiều người bỏ cuộc là tại vì người ta không muốn trở thành một người học trò. Và khi mà anh chị biết rằng mình vào đây mình học rồi thì làm sao mình phải move một next step nữa. Ví dụ như chị học cái cách invite thì làm sao thì sao mình phải học cái cách khác, cách follow up hoặc là cách present. Mình phải học, mình move up chứ không phải mình học một lớp mình học hoài. Nếu như mình học hoài thì sao, mình không thể nào mình dẫn chắc được cái team của mình. Đầu tiên là chị có thể tới đây mình học cho chính bản thân mình để mình biết. Sau đó rồi mình học với tư cách là mình chỉ là cho người khác. Giống như anh thấy là team lead đi Nguyễn dẫn ngồi đi. Mặc dù là anh có quá nhiều kinh nghiệm 20 năm trong ngành đúng không? Là một người thầy trong công việc này. Nhưng mà anh ghi xuống đến học để cho người khác thêm bài học cho chính bản thân anh. Đó là cái đầu tiên chị nha. Mình phải trở thành người học trò giỏi. Và cái thứ nhì, mà cái này mình cũng khá là tâm đắc. Và mình thấy này, cái này cũng là một trong những cái mà trong thời gian vừa qua mình thấy được rất là chi tiết với mình. Anh chị rằng không nên sponsor những người mà không đàng hoàng thực tế. Mình biết rằng khi anh chị mới tham gia vào, mình muốn có nhiều người vào trong team của mình. Mình ra đường mình gặp ai mình hối, gặp ai mình cũng mua vào hết để mình đưa vào. Nhưng mà nếu như những người đó không đàng hoàng, không tử tế, người ta sẽ phá đi cái business của anh chị và làm cho anh chị móc luôn tính, móc luôn cái uy tín của mình là do những người không đàng hoàng tử tế bước vào trong cái team của mình. Vậy anh chị nên nhớ rằng cái new skill này là một cái business, một sự nghiệp của anh chị, đúng không? Thì anh chị phải cần tuyển chọn những người đó vào cho mình. Anh chị mở một business, anh chị mở tiệm nail, anh chị có tuyển thợ không? Hay là anh chị đưa một người nào vô không biết làm gì hết mà dám đưa cho người ta làm không? Người ta phá bánh tiệm mình lên, đúng không? Thì công việc này cũng vậy, cái này là một cái sự nghiệp của mình. Thật ra chị phải tuyển chọn. Mình nói là trong cái này cách đây khoảng 3 năm rưỡi về trước, mình cũng có một cái người mà trong team của mình thôi mời một cái người bạn đó tới tham gia vào công việc New Skin. Anh nghe New Skin anh thấy ra ngoài vừa hết ra quán cà phê, vừa hết người trong quán cà phê mà trong đó có những thành phần mới vừa ra khỏi tù. Thì khi mà những người kinh doanh khác bước vào thấy cái anh đó, mọi người đứng dậy đi về hết. Thì tới đây có những người mà sao thấy một cái người này là cái người quậy phá mà có mặt trong đây thì sao, người ta nghĩ mình cũng là không phải là thằng đàng hoàng như thế nha. Thành ra mình biết là anh chị rất anh chị thời gian đầu tiên là anh chị muốn kiếm nhiều người càng tốt, nhưng mà thật sự anh chị không nên tìm những người nào mà anh chị biết, nếu như anh chị biết người ta không đàng hoàng, có một mà nói 10 thì anh chị không nên đưa vào, tại vì nó sẽ hại đi business của mình. Ok, mà thật anh chị chỉ cần một người chịu làm, một người có uy tín thôi chứ không cần phải nhiều người nha. Cái đó là chị. Mà nếu như chị tuyển chọn những người này vào thì chị sẽ bị nhức đầu rất là nhiều, tha là không có còn hơn là có người ta. Ok, đó là cái mà chị cần, cái điều thứ gì. Và một cái điều thứ ba là anh chị phải nên làm sao để mình tạo cái quan hệ, mình make friends và mình nghĩ làm sao để giúp được họ. Tại vì cái thị trường ấm, thị trường nóng từ từ mình sẽ hết, không ai mà nói không bao giờ hết thị trường, không ai nói là tôi không bao giờ hết thị trường nóng, tôi không bao giờ hết thị trường nóng. Nhưng mà chị ra ngoài chị chia sẻ giống như nãy anh Linh nói, ra ngoài mình mới kết không phải lúc nào mình cũng nói về New Skin, nhưng mà mình tập cho mình một cái tánh là social life, mình vui vẻ, mình cởi mở và mình làm quen với họ, coi họ có những cái gì đó cần giúp đỡ hay không, vấn đề thời gian, tài chính hay là sức khỏe, và mình nghĩ mình có thể làm được gì để giúp cho họ, thì anh chị sẽ thị trường thì sẽ không bao giờ hết. Khi mà chị vô trong một cái đặc biệt, mỗi lần mình chị đi sân bay, đi anh chị ra thị trường, chị thấy thị trường quá nhiều, những người mà thị trường là rất là nhiều, nhưng mà làm sao mình tập xe hai, mình tập hỏi thăm người ta, không phải mình nói New Skin, tại mình nói New Skin thì rất là khó đúng không? Nhưng mà mình tập cho mình một cái xe hai, một cái mà mình làm
cởi mở, mình làm quen, nói chuyện thôi, để tập cho mình cái con người mình tươi tắn hơn, con người mình mau lẹ hơn, con người mình hoạt bát hơn, để sau này sau ta thấy được mình, người ta mến mình, và sau đó là gì, mình chia sẻ cái rồi đến kinh sau ha. Đó là cái thứ ba. Và cái thứ tư nè, công việc này không phải là anh chị làm cái gì mà mình muốn, mà mình phải làm cái họ muốn, giúp họ đạt được cái họ muốn. Không phải cái mình muốn. Mình nghe rất nhiều anh chị em nhờ mình, hay là gọi nó anh Tony ơi, giúp em chia sẻ giùm cái này, tại vì em vô mấy tháng rồi không mua gì hết. Cái mình muốn là họ mua, nhưng mà mình đâu biết họ muốn cái gì, đúng không? Mình chỉ muốn là cái mình muốn là họ vào để mình có điểm thôi. Đó là cái lý do mà anh chị fail. Anh chị nên nhớ rằng nếu như họ có vấn đề về sức khỏe thì anh chị phải tìm hiểu về sức khỏe, nhu cầu của họ như thế nào, và người ta đang gặp vấn đề gì, để mình có thể giúp được cho họ làm cái họ muốn. Khi mà giúp họ đạt được cái họ muốn thì mình sẽ đạt được cái mình muốn. Mình nghe rất nhiều mà mình không áp dụng vào, mình chỉ đi ngược lại, mình chỉ làm cái mình muốn thôi. Đó là cái lý do mà chị không phát triển được. Đó là lý do mà nhiều người cảm thấy khó quá, tại vì mình chỉ nói cái mình muốn thôi. Cái mình muốn là đưa vào người ta phát triển, mình mua đưa người ta vào, người ta muốn tự nhiên một cái thêm mạnh mà mình không chỉ gì hết, mình không hướng dẫn họ gì hết, thì làm sao họ làm? Anh chị đồng ý không? Nha, lúc nào cũng vậy, làm cái họ muốn, giúp cho họ đạt được cái họ muốn thì chỉ sẽ đạt được cái mình muốn. Ok, đó là cái điều thứ tư. Và cái thứ năm là don't sell instead of mình share. Cái này mất mình khoảng gần một năm trời mình mới hiểu ra cái chữ này. Hồi xưa giờ mình nghĩ rằng chỉ có sale thôi, để mình 21 năm kinh doanh cho mình sale mà. Mình nhìn sản phẩm là mình sale, đưa cái gì đó mình sale rất giỏi. Mình sale những cái mình không có trong tay mình còn sale được. Có với mình cái gì mà không có trong tay mình vẫn sale. Đây là cái nghề của mình 21 năm ha. Mà khi mà vào trong đây á, mình nghe một người team leader cho nó là vào trong đây anh không nên sale mà chỉ share. Mà mình thấy từ khi mà mình ông giải thích ra và mình hiểu được, mình thấy cái này nó hoàn toàn có kết quả. Anh chị sale là chị sale những cái gì mình chưa bao giờ dùng tới, mình không bao giờ dùng tới, mình gọi là sale. Còn mình share là mình share những cái gì mình dùng. Những cái gì mình dùng thì mình sẽ share với nó nha. Ví dụ như mình nói, ví dụ như mình nói là anh chị chưa bao giờ bị allergy. Mà chị nói là tôi thấy công ty này có rất nhiều người sử dụng Lifepack Idol, người ta hết allergy. Chị nghe cái chuyện đó khác lại là hồi xưa tôi bị allergy rất nặng, mà từ khi tôi dùng Lifepack Idol tôi hết allergy. Chị nghe cái nào hay không? Người ta sẽ tính, người ta sẽ thấy được, người ta cảm nhận được nó đã, mình đã từng sử dụng. Và khi mà chị càng share nhiều, chị càng dùng nhiều, chị càng chia sẻ nhiều thì sao? Cơ hội chị phát triển càng mạnh, cái team chị càng lớn nha. Và khi mình hiểu ra cái này chị biết rằng mỗi lần mà nhà mình á, mỗi lần mình đi, chị biết rằng mình đi xem lớp là mình mua thùng, mình hay mua về để sẵn lắm, tại mình không có thời gian rảnh. Mình mỗi lần mình đi vậy đó, giết xà bông cũng vậy, hồi xưa trước khi mà nơi skin là mua cứ phát sao cái không? Rồi mình mua tất cả những dụng cụ cho gia đình mình sử dụng, even đến cái sản phẩm mà bà xã mình sử dụng là những cái mỹ phẩm và những cái lotion, lúc nào cũng mua số lượng lớn. Nhưng mà khi mình vào trong này mình hiểu được cái chữ share đó, thì chị biết sao? Mình về mình gom hết tất cả cái hàng mà có trong nhà của mình đó, mình bỏ vô đúng là 4 thùng, cái thùng bự. Tại vì mình nói là nếu như mình dùng hết cái này rồi mình mới dùng cái new skin thì mất mình 1 năm nữa mình mới biết để mình chia sẻ. Tại vì đó là nếu mình dùng, anh chị dùng càng nhiều thì chia sẻ càng nhiều thì mình cơ hội mình làm càng nhanh, mình phát triển nó càng nhanh. Thật ra mình gom hết tất cả các sản phẩm đó, mà trong đó mình còn nhớ là có 2 cái bộ xà xi đồ còn brand new, còn impact luôn. Mình cầm đó mình bỏ cái thùng và mình đóng mình đi dùng. Đầu tiên là mình phải cho người bạn thân của mình. Tại vì nó cost mình lúc đó còn gần 2,000+ cái tiền hàng không. Chứ mình nói nếu như cho bạn thân của mình thì làm sao mình nói new sim làm sao nó mua. Tại nó xài hết thì mất năm lần. Nó xài hết cái đống thì mất năm. Mà mình nghĩ trong đầu nếu như mình tiếc mình để lại từ 1 năm sau mình xài hết hàng new sim thì làm sao mình ra mà chia sẻ được người khác. Chỉ biết mình bỏ hết 4 thùng và đóng lại mình đi dùng thùng rác luôn. Và mình thay thế hết tất cả trong sản phẩm nhà mình, cái này của mình. Và chính cái từ mình quyết định mình làm giống vậy đó, cái team của mình ai cũng làm giống như mình hết. Và anh chị nè, bây giờ mình cho lên anh chị nè, nếu như chị về nhà của mình, anh chị dám gom hết tất cả sản phẩm trong phòng tắm, trong nhà của mình, bỏ vô thùng đi dùng luôn. Anh chị có thể khó sinh chị 500, nhưng mà anh chị có thể kiếm 5,000 và đồng thời 50,000. Và ai dám không? Ok. Mà đó cũng là cái lý do mà trong thời gian gần 8 tháng nay mình travel, mình không bao giờ ngủ khách sạn. Hồi xưa là mình travel đi đâu là mình tối nào ngủ khách sạn thôi.
Nhưng mà bây giờ nó là bút có sạc nô, anh muốn anh ở nhà em, anh muốn anh ở tại nhà em để mình vô phòng tắm mới có gì trong đó. Mình thấy trong phòng tắm cái gì mà không có cái gì như sinh mình. Đó là lý do tại sao anh bị stop. Đó là lý do tại sao mình không phát triển được. Tại anh không dùng làm sao chia sẻ người khác. Thành ra bây giờ nhà chị gom hết tất cả sản phẩm trong phòng của mình nha. Bây giờ khi mình về ngày thứ hai gom hết ở trên thùng chính tay mình dùng, mà dùng những cái gì chưa khui luôn, còn nêu khác. Đó mà là cái trên chị thấy được. Thấy không? Đó là cái động lực mà chị có thể kiếm được 5 ngàn và 50 ngàn. Ok. Và cái kế tiếp là trong cái business này có nhiều người nói để em làm từ từ, em làm chậm chậm mà chắc. Nhưng mà thật sự chậm là chết. Chậm là chết. Tại vì anh chị nên nhớ rằng khi mình làm trong vòng 6 tháng mà chị không thêm không, thì cái người chồng hay người vợ đủ kiên nhẫn cho chị đi làm. Mặc dù là họ thấy được cái cơ hội này, nhưng mà con người không có đủ kiên nhẫn chờ đến 6 tháng, 8 tháng. Hoặc là người cha, người mẹ nói đi làm nếu họ có ngày mà không có đồng nào, thì mình mặc dù niềm tin mình rất vững, nhưng mà mình sẽ bị lung lay. Tại vì mình không có kết quả. Thật ra đối với mình khi mình vào trong này, chị nên nhớ rằng mình hiểu được cái câu này. Đó là trong thời gian 3 tháng thôi, chị biết rằng khi mà ra ngoài mình chia sẻ đó, nó sẽ có 3 nhóm người. Có nhóm người thứ nhất là nhóm người lúc nào cũng muốn làm đầu tiên, nhưng mà nó chỉ có 10% thôi. Và có nhóm người thứ nhì, 70% là những người chờ mình làm có kết quả hay không người ta mới làm theo, 70%. Và có nhóm người thứ ba là nhóm người 20% là không muốn làm bất cứ gì hết, even họ biết là sẽ có tiền mà tao làm. Những người mà chờ xung đột, thà xung đó rụng chứ còn bò ra lên hái người ta cũng muốn. Thì khi mà anh chị ra ngoài, anh chị chia sẻ thì anh chị gặp cái nhóm người thứ hai, đúng không? Chị gặp nhóm người thứ hai rồi anh chị. Bây giờ mình hỏi các bạn, nếu như chị ra ngoài anh chị chia sẻ, anh chị sẽ tìm cái nhóm người nào để chị chia sẻ? Ok, rất nhiều người nói là mình tìm cái nhóm 10%, nhưng mà mình dám chắc chắn rằng chị sẽ chết trước khi gặp 10%. Tại vì anh chị chia sẻ với nhóm người thứ hai không muốn làm gì hết, hai người ra ngoài nói chuyện hai người say no rồi, đúng không? Còn mình lại chia sẻ tiếp với lại 7 người kia nữa. Tôi nói anh có làm, anh chị làm mấy tháng rồi được nhiêu cho tôi coi đi, nếu anh làm được tôi làm. Anh chị nghe câu đó rất nhiều đúng không? Tại vì mình làm mình không có kết quả thì đâu ai theo. Ai cũng muốn làm có tiền, nhưng mà không biết anh chị làm được hay không. Nếu anh làm được tôi làm theo. Thành ra thì nếu như cho mình recruit, mình làm thì mình phải chọn 7 cái nhóm 7 người, cái nhóm 70% đó. Thành ra chị biết trong thời gian đầu tiên mình, anh Hồn nên nhớ, mình làm từ 8 giờ tối đến 3-4 giờ sáng every single day. Mình tổ chức meeting tại nhà mình mỗi ngày một. Tại vì mình biết rằng muốn cho 70% này vào, mình phải cho họ thấy là mình làm được. Và khi mình cố gắng mình làm được thì income mình rất là cao, để cho họ thấy rằng nếu như mình chịu làm mình sẽ có. Tại đối với người Việt Nam mình sao, chỉ cần cho anh là cho tôi thấy anh làm được tôi sẽ làm theo. Tại người Việt Nam rất xin, người Việt Nam rất chịu khó, nhưng mà người ta không có biết được làm cái tiền hay không thôi. Thành ra anh chị phải là người luôn quá khỏe chắc trong thời gian đầu tiên. Mình nhớ rằng có một bữa đó mình làm cái VP ở bên Indiana, đúng là lúc đó là 2-3 giờ sáng. Thay vì người ta mời mình lại ngủ đi, lại lái xe 3 tiếng hồ về. Nhưng mà anh chị biết rằng cái next appointment của mình là 8 giờ rưỡi sáng kế tiếp. Và đồng thời cái tháng đó là tháng cuối cùng ending cho mình, còn có một ngày đó thôi. Và đồng thời mình nhớ cái đó, cái ngày mà mình break cách đây 3 năm về trước. Anh chị biết khi mình làm xong, mình làm order hết cho mọi người, mình trên đường mình lái xe về, mình tấp vô cái 10 phút mình ngủ, tấp vô 10 phút mình ngủ, tấp vô 10 phút mình ngủ. Tại vì hết sức. Nhưng mà nếu như mình không làm như vậy, chắc mình nó nhỏ, không show ai hết, thì mình không ai theo mình. Mà nhờ cái đó thôi, mà mình về mình có được appointment kế tiếp và mình ra được 4 visa thì nhờ mình lái xe về 8 tiếng mình gặp được cái người đó, lái 4 tiếng đến 8 giờ rưỡi mình gặp được người đó. Mà khi cái check mình chỉ không mình có thì sao? Người ta mới bắt đầu nó theo. Thành ra đó là cái giá anh chị phải trả. Đối với mình thà mình làm chết, mình làm cố gắng bò lên đăng đến chị cũng được trong 3-4 tháng đầu tiên, để chị có cái gì đó có kết quả thì chị sẽ show được cho nhiều người và người ta sẽ theo chị. Còn nếu chị cầm đồng 6 tháng, 7 tháng mà cứ không làm gì được hết thì khó mà có người khác theo mình. Thấy không? Thành ra anh chị chậm là chết chứ không phải chậm là chặt. Trong business này chậm là chết. Thành ra chị bỏ hết nhắc vào mình vào trong thời gian đầu tiên. Và cái ví dụ lúc nào mình cũng cho ví dụ chị thấy là anh chị ở đây ai mà đã từng chơi golf. Ok, rất nhiều người chị win golf. Anh chị biết rằng cái golf win á, cái đầu tiên là người ta đánh như thế nào? Ta dùng maximum effort. Cái rất mạnh, bay rất xa,
để sau khi tới đó rồi ta chỉ cần đánh nhẹ để vào thôi. Thì nếu như chị dồn hết năng lực năng suất của mình trong thời gian đầu tiên, bỏ hết tất nhiên chị đánh góp mà rất mạnh, thì chị sẽ lift up lên và chị thành công của mình rất là cao và nhiều người sẽ theo mình. Nha không? Chị nên nhớ là bỏ hết công sức của mình trong thời gian đầu tiên, 3 tháng, 6 tháng đầu tiên làm maximum của mình. Nha không? Rồi sau đó rồi chị sẽ enjoy và relax. Và cái thứ bảy, trong cái business này nó giống như mình raise một cái family chứ không phải một business bình thường. Anh chị, mình nghe An nói rất nhiều, cái này là giống như mình raise một cái family của mình. Đúng không? Mình tìm hỏi họ cần cái gì, họ có giấc mơ gì, để mình có thể chăm sóc họ. Anh chị cứ để ý không? Nếu như một business bình thường, hết cái giờ là mình đóng cửa là đâu có nào trả lời điện thoại, đúng không? 8 giờ thì shut down cái tiệm rồi, ai gọi mình không dạy bắt phone đâu. Còn cái business này sao? Ý mình 12 giờ đêm tôi gọi mình dạy bắt phone, mình coi họ giống như người nhà, người thân của mình. Hay là người ta tới, ta tham dự meeting xong, ta về nhà một cái giờ mình hỏi có người ta về là an toàn hay không? Mình coi họ giống như người thân của mình. Đúng không anh chị? Đúng không? Chị quan tâm, chị lo lắng, chị chăm sóc họ. Và anh chị cũng nên nhớ rằng mình phải patient. Công việc này mình phải patient. Tại vì có rất nhiều người nhanh, có những người chậm. Mình phải patient với họ. Chứ mình không có expect người nào cũng nhanh giống mình. Mình có 5 đứa con, 5 đứa hoàn toàn khác. Có đứa mình chỉ cái nó nhớ liền, có đứa mình chỉ mấy tháng trời mình chưa nhớ. Mình phải patient với nó. Thì công việc này cũng vậy ha. Có những người rành computer, có những người chỉ cái ta biết sửa IDO liền, có những người thì sao? Mình chỉ hoài nhưng mà từ từ người ta mới biết là pick up slow. Nhưng mà nếu chị patient với họ, một ngày nào đó họ trở thành diamond, blue diamond, team lead thì chị nghĩ mình xứng đáng. Nó payback được cho mình không? Yes. Thành ra chị phải patient với nó, phải patient với họ nha. Họ gặp cái gì đó trở ngại sau lưng họ không nói thôi, nhưng mà mình phải tìm hiểu coi có gì mình có thể cần, có gì mà họ cần, có gì mình có thể làm được giúp được cho họ, thì sau này người ta sẽ cảm ơn mình rất là nhiều. Ok. Và cái điều thứ bảy rằng anh chị không nên so sánh mình với bất cứ một người nào khác. Tại mỗi người tham gia vào New Skin background họ còn khác nhau. Mà cái điều tệ hại nhất là mình so sánh bản thân mình với người khác để làm giảm đi cái giá trị của mình. Mỗi người đều có một cái giá trị riêng, mỗi người đều có một gì đó tốt riêng, mỗi người đều có một cái khía cạnh đặc biệt riêng. Thành ra đừng bao giờ so sánh mình với bất cứ người nào khác. Nhưng mà cái so sánh tốt là nếu như anh có điều kiện anh không có, nhưng anh cũng không có một người như học sinh, không có người quen, không có tiền mà anh còn làm được, thì mình phải làm nhanh hơn anh gấp 10 rồi. Thì chỉ so sánh cái đó thì được. So sánh để giúp cho mình có động lực. So sánh đi, mình trở thành một người làm nhanh hơn. Chứ đừng so sánh, thấy anh đó giỏi quá, hay anh làm được hơn mình không làm được. Thì ra cái so sánh đó sẽ làm cho mình chết. Nếu như mình, trong đầu mình nghĩ, nếu như anh đó làm, anh giỏi làm 3 năm, mình dở hơn anh, mình làm 5 năm. Thay vì nếu như anh đó anh giỏi anh học là mình nhớ, mình học 2 lần mình sẽ nhớ. Nếu như mình so sánh giống vậy thì sao? Sẽ giúp cho mình vươn luôn. Chứ còn nếu như so sánh, hay là nếu như chỉ ganh tị một người đó thì sẽ chính mình hại chính. Nha, ra mỗi người đều có một cái giá trị riêng. Đừng bao giờ so sánh mình với bất cứ người nào khác. Ok. Và cái tiếp, cái thứ 9 là anh chị đừng bao giờ quay sang với lại wrong people. Có những người mà anh chị nên nhớ rằng người ta vào, nhiều khi người ta chỉ muốn tìm hiểu sơ sơ. Nhưng mà nhiều khi mình expect là họ vào họ làm, mình nghĩ anh này đã tiềm năng, rồi mình hy vọng anh làm, nhưng mà thật sự anh không muốn làm. Rồi mình bỏ thời gian hết vào kênh người này, rồi cuối cùng đọc làm sao mình sẽ chết nha. Mình cứ lấy ví dụ nha, cái thời gian của người đều có giới hạn. Ví dụ như một ngày mình có 2 tiếng để làm New Skin thôi, mà 4 người cần giúp đỡ thì chị chọn người nào để chị giúp? Nếu như chị chọn wrong thì chị sẽ mất hết 2 tiếng mà không giờ có kết quả nha. Mình nói nếu như cái người này không chịu làm thì tập trung 2 tiếng vô cái người này, cuối cùng ta cũng không làm. Mà cái người đang muốn làm giờ mình lại không có thời gian với họ, thì không những 4 người đó chết, mà là không phải 4 mà là 5. Tại vì 4 người đó sao chết, mình chết luôn là 5. 5 người chết. Tại vì mình tập trung wrong time với người đó. Thành ra chị phải thấy được cái người nào người ta muốn làm, người ta hỏi mình, hay là mình mỗi lần mình đưa ra cho họ, họ học, họ hỏi khi nào cái meeting, là chị biết cái người đó người ta muốn thay đổi, thì mình nên tập trung vào người đó để giúp cho họ đạt được. Và đồng thời cái thời gian của chị sẽ có được giá trị và chị sẽ tạo ra kết quả. Đừng có thấy cái người đó người ta nghĩ là người ta khá giả, hay là người ta có, hay là người ta là cái người mà có uy tín, người có tiềm năng, mà thực sự bản thân họ không, người ta happy với cuộc sống rồi, người ta không làm gì hết, mà tại vì mình đặt hy vọng vào người đó, mình nghĩ là người ta sẽ làm, nhưng mà nên chị sẽ bị wrong.
không? Thành ra mình chỉ có người nào người ta chịu làm sẽ tập trung vào cái người đó. Và đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ motivate những người mà negative. Mình nghe rất nhiều anh chị em gọi mình đó, Tony, cái anh này mỗi lần nói ra anh đều chống lại, hay là anh là người negative lắm, nhờ anh nói chuyện giùm những người này chút xíu. Mình nghe nhiều người gọi cho mình lắm. Cái nhiều khi trong đầu mình nghĩ cái bản thân, bản chất của họ là negative. Suốt cuộc đời của họ không thể nào thay đổi, làm sao mình một người lạ trong vòng 10 phút, 5 phút mà thay đổi được. Nhiều khi chồng, vợ, con, họ, cha mẹ chưa chắc thay đổi được họ, thì làm sao mình thay đổi được họ mà ta không biết mình là ai hết. Thật ra những người mình negative thì sao? Anh chị đừng có quay sang, đừng có nghĩ là mình thay đổi được họ. No, anh chị cần thay đổi bản thân mình thôi. Mình chỉ cần thay đổi bản thân mình thôi. Mình trở thành một người lạc quan, một người yêu đời, một người happy với công việc này, thì tự nhiên họ thấy vậy, từ đầu họ thay đổi theo. Người ta không thấy, người ta thấy được, ồ, công ty này đã thay đổi được anh này. Bây giờ mình nhìn vào khía cạnh khác, là thấy xác diện, sức khỏe thì thay đổi, từ đó họ thay đổi theo. Chứ đừng bao giờ nghĩ mình phải thay đổi một người nào đó. Con mình sanh ra, nó còn nhỏ, nó còn sống chung với mình còn chưa thay đổi được nó, thì làm sao ra ngoài thay đổi một người nào khác, nha. Và chị đừng có mất thời gian với mình với những người negative, thà bỏ qua cái người đó, ok. Và kế tiếp, trong cái business này, cái sự thành công của mình là anh chị là do whatever it takes. Mình sẽ sẵn sàng mình làm bất cứ cái gì để mình đạt được kết quả. Ví dụ như anh chị, mình biết là ở đây rất có nhiều anh chị có gia đình, phải gửi con chỗ này, hay là nhờ cha mẹ, nhờ anh em qua coi giùm, bỏ rất nhiều thời gian, hay là shut down cái business xuống để tới đây. Đó là whatever it takes. Hay là chị travel 2-3 tiếng, 3-4 tiếng để chị support một người trong team của mình. Chứ không, đó là cái sẽ giúp chị thành công. Chứ không phải là khi nào mình thấy cần vi nhìn tiền mình làm và ông tiền thôi, mình không làm, thì cái sự thành công sẽ không tới với chị. Giống như này An nói, cái giá mình chị phải trả. Anh chị dám trả cái giá thì chị sẽ đạt được. Còn nếu như chị không dám trả cái giá, ước mơ cũng chỉ là một ước, không bao giờ được đạt được kết quả này. À. Và kế tiếp là chị phải set goal, phải có cái goal của mình, phải có mục tiêu của mình như thế nào. Anh chị phải có cái goal, mình muốn trong vòng 3 tháng nữa mình làm bao nhiêu tiền, trong vòng 6 tháng nữa mình như thế nào, trong vòng 5 năm nữa mình cuộc sống mình ra sao. Anh chị phải có cái goal, và anh chị phải có được mình làm sao mình xét cho mình một cái burning design, là cái why, lý do tại sao mình làm. Thì nhờ cái lý do nó càng lớn thì sao, nó càng giúp cho anh chị vượt qua được những cái khó khăn. Mình biết rằng trong bản thân của tất cả chị em này, người nào cũng có một cái tiềm lực nội công rất là lớn. Con người mình có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể là mình nói là dời non lấp lửng, con người mình đều có thể làm được. Nhưng mà nhiều khi không có động lực để mình làm. Cái động lực giúp mình vượt qua rất nhiều cái khó khăn, đó là năm đứa con và bà xã của mình. Mỗi lần mà mình đi đâu, mình làm gì gặp khó khăn, mình nói nếu như mình quay về, mình nghe cái người này say no, thì con mình ai nuôi, trường con mình làm sao, ai trả tiền trường cho con mình. Thật ra đó là gì? Giúp cho mình có động lực mình vượt qua. Có một cái lý do why, lý do này càng lớn thì càng giúp cho chị vượt qua nó càng dễ dàng nha. Mình lúc nào cũng vậy đó. Nếu như anh chị nào mà chưa có cái lý do, nên tìm find out cho mình cái why mình làm. Có thể là vì cha mẹ của mình không muốn cha mẹ phải đi làm. Nếu như mình thành công công việc này thì cha mẹ mình có thể retire early, chứ không phải là 67 tuổi còn phải đi làm. Hay là mình nói là vợ của mình có thể retire. Chứ còn nếu như mình nói mình đã thương vợ thương con mà để họ đi làm mình bỏ cuộc thì không phải thương. Thương vợ mà thôi em ráng đi làm nhiều nhiều chút. Đó không phải là thương, đúng không? Anh chị phải tìm cái gì đó để giúp cho mình có động lực để mình làm. Và mình nghe một cái câu nói của người nào đó, nếu cho tôi một điểm tựa xin tôi bọc tung cái đất này lên. Chỉ cần có một cái điểm tựa thôi thì có thể bọc tung cả cái đất này lên. Con người mình có một sức mạnh vô song, vô biên. Thì anh chị phải tìm được cái lý do why mà mình làm công việc này, để giúp cho chị mỗi lần gặp khó khăn để mình vượt qua một cách dễ dàng. Ok. Và trong cái business này, anh chị tuyển dọn, anh chị recruit, anh chị sẽ vượt qua hết tất cả những cái problem. Anh chị sẽ solve hết tất cả những cái problem. Khi mà anh chị gặp cái vấn đề mà nghe người nào than phiền khó quá, cái team em nó bị struggle, rồi nó gặp nhiều cái khó khăn, đúng không? Bắt đầu cái than phiền nảy sinh, là mình biết anh này sao? Trong thời gian vừa qua không có tuyển chọn ai hết. Là khi mà tuyển chọn và nhiều thì sao? Chị không có thời gian check in, không có thời gian chăm sóc, thì là mình đâu giờ còn đen đâu, đúng không? Cái team mình bắt đầu có nhiều người ta tham gia mới vào. Thì khi mà chị có người mới vào thì sao, chị không bao giờ cộng đen và thấy wow, công việc này có thể giúp được nhiều người khác.
Nhưng mà anh chị nên nhớ rằng resource không phải là tuyển chọn để mình kiếm được cái gì cho họ, mà anh chị tuyển chọn người ta vào để coi mình làm gì giúp cho họ. Thì cái chữ recruit nó hoàn toàn khác. Có nhiều khi trong tâm lý của mình nghĩ là ô ra ngoài mình nói chuyện với người này để mình có thể người ta vào, người ta mua cái gì đó. Thì cái tâm lý của mình sao? Mình không có dám tuyển chọn. Nhưng mà nếu như chỉ có một tư duy là ra ngoài mình gặp người này để coi mình có thể giúp được gì cho người này, mình tuyển chọn họ vào để mình giúp họ, cùng họ thay đổi cuộc sống, cùng họ để giúp được cho nhiều người khác, thì cái tâm lý tư duy của anh chị vậy, anh chị cảm thấy nó có thoải mái ra ngoài mình mạnh dạn chia sẻ cho người khác. Còn nếu như trong tư duy của mình là người ta vào để người ta mua gì đó giúp cho mình có ích không, thì hoàn toàn chị không dám nói. Sao? Thì ra cái chữ đi lúc này là cái bệnh thế, mình có thể nói là ra mình sơ cho người nào đó giúp cho họ đạt được cái họ muốn. Thì chỉ có những người mới vào cho mình trong cái team mình, mỗi tháng mình chỉ có 5-7 người, 10 người mới vào trong team mình là không có một vấn đề nào xảy ra, không có một cái than phiền nào xảy ra. Chỉ có cái than phiền là mình không biết làm sao để giúp được cho mọi người một cái than phiền tốt ha. Và cái kế tiếp nữa là trong cái mission này, cái tinh thần lạc quan nó sẽ giúp cho anh chị đạt được cái thành công. Lúc nào mình cũng là người positive, lạc quan thế này. Ví dụ như chị ra ngoài, chị chạy xe mà chị bị kho giống như mình accident ấy, có nhiều người sao than phiền buồn rầu coi cái xe mất méo như thế nào, đúng không? Rồi có nhiều người ta về nhà ta buồn, ta đau khổ. Nhưng mà cái người mà tinh thần lạc quan, tôi đi ra may quá cái xe nó ngưng mà mình không sao, đó là cái tinh thần lạc quan. Cái xe nó bị đụng thì trước sau nó bị đụng rồi, cái người nó bỏ cuộc là trước sau nó bỏ cuộc, may quá nó bỏ cuộc mà mình vẫn happy, mình vẫn vui vẻ, đó là cái tinh thần lạc quan. Tại vì người ta bỏ cuộc là người ta bỏ cuộc, mình không thể nào thay đổi được cái chuyện đã happen. Anh chị nên nhớ là mình không thể nào thay đổi được cái gì happen, mình chỉ thay đổi cái suy nghĩ của mình như thế nào. Thế là mình nói là một cái, khi một cái mình nhớ câu chuyện là khi một cái người đó ta đi vô nhà băng, mình giống như ông chủ chạy cái check một tháng mới chạy check một lần, đi vô nhà băng cast tiền ra. Mà khi mà cast tiền ra thì vừa ra ra ngoài bên xe thì cái thằng cứ chĩa xuống vô lấy hết cái check, lấy hết cái số tiền mặt đó, đúng không chị? Có những người thì sao buồn rầu, trời ơi, làm một tháng nay vô lấy hết rồi rồi ngã bệnh luôn. Nhưng mà có người khác người ta cũng bị mất tiền giống vậy, may quá mất con tháng lương thôi, nó không bắn phát nào cái đầu mình, may quá cũng là mất tiền. Nhưng mà cái tâm suy nghĩ của mỗi người khác nhau, một người sẽ sao suy nghĩ bi quan thì sao buồn rầu ngã bệnh luôn, còn một người lạc quan sao ta vui vẻ, may quá mình vẫn còn sống, tiền mất thôi mà ngày mai mình làm lại, mà ta vui vẻ, ta happy hơn và người ta lại làm đạt được nhiều cái kết quả hơn. Thấy không? Thật ra đó là cái mà cái tư duy, cái positive thinking của mình. Thấy không? Và trong cái business này có hai chữ mà mình có thể nói với chị rằng anh chị tập trung vào hai chữ này: focus and consistent. Là mình tập trung và mình làm điều nào thì sẽ giúp cho anh chị đạt được thành công nha. Tại vì anh chị nên nhớ rằng anh chị mở bất cứ một business nào ra, ví dụ như chị mở một nhà hàng hay là mở tiệm nail, anh chị tập trung là sao? Mỗi ngày mình đều làm 8 tiếng, đều mở cửa, ý mình không có khách mình vẫn mở cửa. Mà ngày nào cũng vậy, 6 ngày một tuần mình đều consistent để mình mở cửa tiệm mình hết. Thì đó là lý do mà mình sao anh chị build khách hàng lên. Cái ngày đầu tiên chị mở cửa tiệm đâu phải là khách nó tràn vô trong tiệm mình đâu, đúng không? Mà nhờ mình mở cửa ngày 8 tiếng, tuần 6 lần, có nhiều người mở 7 lần mới build từng người khách một. Và ngày hôm nay chị thành công, chị có tiền. Thì đối với cái sự new sim này cũng vậy. Nếu như anh chị mỗi ngày chị làm 8 tiếng tuần 6 lần thì mình nghĩ không có lý do gì 2 năm chị không trở thành diamond, nhập lô diamond. Nếu như chị consistent everyday, chị làm 8 tiếng giống như business của mình và làm 6 ngày một tuần thì chị sẽ đạt gấp 5, gấp 10 lần cái chị đang có. Và tại vì có rất nhiều người không có tập trung, không có làm thường xuyên, cứ hôm nay làm một tuần sau mới làm tiếp, thì anh chị lúc nào cũng trở thành người cũ, lúc nào trở thành người mới không biết gì hết. Ý mình chỉ làm 5 năm, 10 năm sau mà chị lâu lâu chị làm một lần thì lúc nào anh chị cũng làm cái người mới hết. Còn nếu như mình làm thường xuyên thì sao? Mình có kinh nghiệm, đúng không? Mình có kinh nghiệm thì sao? Sau này mình học được nhiều những cách mà mình handle objection, ai hỏi gì mình trả lời được hết. Ai muốn chỉ gì đó, sản phẩm như thế nào mình điều chỉ được hết. Ai muốn con mình tìm information đâu mình điều chỉ được hết. Thì sao anh chị thành công? Nha, thành công mình phải làm sao mình tập trung, mình focus. Và mình consistent. Không cần biết một ngày chị làm 8 tiếng hay là 6 tiếng, chỉ cần mỗi ngày chị làm 1 tiếng, 2 tiếng thôi, nhưng mà consistent, đều đạt kết quả. Nha, thành ra chị nào về nhà thấy gì, một tuần mình tập trung 10, một ngày để mình làm, bây giờ chị chia ra, mỗi ngày làm mỗi chút, để giúp cho mình sao có một thói quen. Không, thì giúp cho chị thành công nhanh hơn. Một cái nữa trong cái business này,
giống như là nãy mình có nói là chị phải là người mà mình dùng sản phẩm 100% tin vào cái sản phẩm và tin vào cái hệ thống này, tin rằng nếu như mình chịu khó mình làm, mình trở thành một người diamond hay blue diamond thì cái cuộc sống mình hoàn toàn sung túc và những sao cái bất cứ mệnh hệ nào sẽ với mình, con cái mình vẫn thừa hưởng được cái gì mình làm. Chị phải tin vào cái hệ thống này, và cái hệ thống này đã đào tạo rất nhiều người trở thành team leader, nhiều người thành công nhờ cái hệ thống này. Và chị biết rằng khi mà mình tin, mình dùng sản phẩm không rồi, nhưng mà chị cái khi mà chị nói là đừng bao giờ give up. Tất cả những người team leader lên mình hỏi là mình chứ hay mình hồi xưa mình hay hỏi lắm, cái bí quyết nào giúp cho bà thành công, giúp cho ông thành công? Never give up. Chị nghe câu đó không? Mà mình nghe có lần cái này mấy năm gì trước, anh Dean lúc nào nói là nếu như mình là một người chiến, một cái người lính gia trận, nếu như anh không chết thì có ngày làm tướng. Nếu như mà anh không chết thì có ngày làm tướng, thì công việc này cũng vậy. Nếu như trong vòng 5 năm, 7 năm anh vẫn còn làm việc thì chắc chắn là anh sẽ trở thành blue diamond. Đó là điều chắc chắn. Không? Đó là cái mà never give up. Và cái 16 rồi, trong cái business này, cái duplication, làm sao để nhiều người, người ta có thể là copy được cái mình làm và người ta nhân rộng và càng đơn giản càng tốt. Mình làm sao có những cái idea rất là good idea, nhưng mà cái idea đó chỉ có mình làm được, người khác không làm được thì không thể nào nhân rộng ra được. Và cách đây chị biết là cách đây mà 3 năm nữa khi mình mới vào mình làm supply, mình có trên 600 cái account, những tiệm nail đó, trên 600 cái tiệm nail. Mình nói là chỉ cần đưa cái business, mình nói là chỉ cần đưa mỗi cái tiệm nail một cái tủ thôi, người ta bán thì cho mình chia cho 50% tiền lời, thì nghĩ nó dễ không? Tại khách hàng của mình không mà. Bây giờ mình set up cho người ta một cái tủ thôi, người ta bán sản phẩm thì sao? Mình chia cho người ta 50% tiền lời, đúng không? Thì trở thành blue diamond hay là income mình rất là cao. Nhưng mà khi mình hiểu được cái câu này, mình làm được thôi người khác làm sao làm được? Chỉ có mình làm được thôi, cái người đau lai làm sao ai thì nó bỏ tiền ra mà bỏ set up cái tủ. Thật ra chị biết không, cái idea đó mình dẹp liền. Tại vì mình làm sao cho người khác có thể làm được, mà càng đơn giản, càng dễ làm thì người ta mới tự tin ta làm được nha. Thật ra chị bất cứ anh chị nào vào đây, cái business truyền thống và business này hoàn toàn khác. Cái business truyền thống đó là anh chị phải làm sao cho nó phức tạp, người khác đừng copy mình thì mình mới thành công. Cái business khác là mình phải vẽ ra cái này cái kia để cho người khác đừng copy được mình thì mình mới độc quyền, đúng không? Thì mình độc quyền thì có cơ hội mình làm giàu. Còn cái business này sao, anh chị làm vậy là chết. Tại mỗi business nó đều khác nhau. Cái business này là chị phải được trả tiền khi mình chỉ copy, mà chị được trả tiền khi nào càng làm đơn giản, càng thấy người nhiều người copy thì cái hệ thống của chị mới nhân rộng ra được. Thấy không? Tại vì trong cái business này đâu phải người nào cũng làm kinh doanh, có những người làm nội trợ, có những người background là kỹ sư, có những người background là dược sĩ, có nhiều người background là ngành nghề khác nhau, mà mình làm phức tạp quá không ai làm được hết. Thật được rồi, thật là đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Có những cái ID rất là good, nhưng mà good cho anh không good cho team thì nên bỏ dẹp cái ID đó. Không? Trong business này cũng vậy. Điều thứ 17, anh chị phải have fun, anh chị phải có cái sự vui vẻ, fun trong công việc này thì anh chị mới tồn tại và chị mới đạt được kết quả là chỗ này. Trong tất cả các business nào cũng đều có niềm vui và nỗi buồn nha. Anh chị làm nail cũng có niềm vui nỗi buồn, mình làm supply cũng có niềm vui và nỗi buồn, hay là người chủ nhà hàng cũng này cũng vậy. Bất cứ công việc nào thì công việc business cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Có những cái buồn ra ngoài mình làm việc không kết quả trong một tuần, hay là mình nghe người này người kia than phiền, người này kia complain, có những cái buồn. Nhưng mà có những cái vui là mình thấy được, ồ, có những người ta dùng sản phẩm và người ta happy. Có những người mình chia sẻ với họ một thời gian sau, cái người đó trở thành ruby. Mình thấy được mình giúp được gì cho một người nào đó, gián tiếp hay trực tiếp. Mình nên lấy những cái vui đó để giúp cho mình, tạo cho mình cái động lực để mình làm việc hàng ngày. Mình nên tìm những cái vui cho mình nhớ những cái vui thôi, những cái buồn bỏ qua. Tại business nào cũng có cái vui và cái buồn hết. Nhưng mà nếu như một người thì sao, cứ nghe cái buồn, đem cái buồn vô trong người mình sao, mình bỏ liền, bỏ cuộc liền nha. Công việc business kinh vậy chị nha, tìm cái vui trong công việc này, tìm cái là nối kết bạn bè, ồ nói chuyện được cơ chị này, cái là nói chuyện được cho anh Ricky, nói chuyện được với anh Dean, là nghe cái người này ta dùng cái lai phát này rồi, bây giờ người ta không còn energy nữa, hay là cái người kia bị đau không đi nổi mà sau khi dùng cái sản phẩm này người ta khỏe mạnh hơn nhiều. Đó là cái niềm vui giúp cho mình làm mỗi cái bay mình mỗi ngày. Mình tìm cái vui trong công việc này để mình giữ trong người của mình nha. Và anh chị đây cũng một câu nữa là never give up. Và cái điều thứ 19 18, anh chị coi cái business này giống như một cái sự nghiệp của mình phải respect.
thì nó sẽ respect mình. Có những người coi cái business này giống như là một cái habit, cái job, thích làm chơi vui thì không bao giờ chị đạt kết quả. Mà nếu như chị nghĩ cái này là một business mà không phải là business, mà mình nghĩ cái này là cái sự nghiệp, tại cái business thì chị ngưng là hết, nhưng mà cái sự nghiệp thì ngưng đời con người cháu mình vẫn còn, thì mình treat nó giống như một business. Sáng sớm mình ra ngoài mình coi coi để mình thiếu cái gì, thì mình coi coi khách hàng mình có nhu cầu cần cái gì, ngày hôm nay mình phải nói chuyện với bao nhiêu người, mình giúp được người ta như thế nào, hay là vấn đề nào mình phải cần giải quyết, hay là cái sự kiện nào chuẩn bị sắp tới, mình coi make sure trong team mình có người nào ta biết được information hay không, giống như một cái business của mình nha. Thì phải coi nó giống như cái này một sự nghiệp, và chỉ treat nó giống như cái business của mình, một sự nghiệp của mình, thì nó sẽ đi thân cái kết quả. Còn nếu như chị nào chỉ nghĩ ok vào làm chơi kiếm vài trăm thích con thì đã ok, hay là vào đây muốn khỏe trái đẹp thì đã ok, nhưng mà đã kinh doanh rồi, đã serious rồi thì coi nó như là một cái sự nghiệp. Còn mình làm điều đặc, mình quan, mình chăm sóc, mình lo lắng cái business của mình, đúng không? Tiệm nail của chị phải chăm sóc thôi chứ, tiệm tùng supply mình thiếu cái gì, chăm sóc cái tiệm mình sạch sẽ để khách hàng giữ được khách, thì cái business này cũng giống vậy ha. Mình phải coi nó như một cái business của mình. Và cái điều thứ 19 là chị phải có một cái kỷ luật. Hồi xưa cái này, cái 19 này mình không bao giờ cái kỷ luật đại tánh mình, hồi xưa giờ mình chỉ người khác không, chứ không bao giờ mình làm đó. Mình một thời gian dài gần như 2 năm rưỡi mình không có kỷ luật, mà chính mình không kỷ luật thì mình không ai kỷ luật hết. Mình cũng dễ lắm, anh mà rảnh thì đi, không rảnh thôi, mình không kỷ luật. Nhưng mà từ lúc mà mình hiểu ra được cái điều thứ 19 này, kỷ luật sẽ giúp cho cái team anh phát triển. Mà cái kỷ luật thì mỗi người thấy anh kỷ luật thì người ta bắt chước làm theo. Tại cái này là sao? Copy. Thấy anh làm cái gì thì họ làm cái đó. Nha, thành ra ví dụ như kỷ luật chị nghe không mình kho, kỷ luật như sao, anh chị check website, send email, đúng không? Rồi chị kỷ luật mình coi bất cứ cái gì đó sự kiện trong trong cái vùng của mình, là những cái BB, những cái workshop, hay là những cái bootcamp, hay là những sự kiện nào đó, kỷ luật mình đi tới đúng giờ. Giống như nãy em nói, mình phải có một cái kỷ luật, mình phải có một cái cam kết thì mình mới đạt được cái kết quả. Nha. Và cái điều thứ 20, điều 20 là cái điều mình rất là tâm đắc. Công việc này anh chị phải là người mình fight for the future, phải mình làm cho con cháu mình phải fight với nó. Anh chị sẽ gặp được rất nhiều những cái trở ngại trong thời gian đầu tiên, anh chị gặp rất nhiều cái thử thách trong thời gian đầu tiên, mà anh chị muốn vượt qua phải fight với nó. Giống như chị nói mình đó, nếu như chị fight trong vòng 1 năm 2 năm mà sau đó the rest of the life chị sung sướng, chị dám fight không? Đây có 2-3 người dám mà. Anh chị dám fight không? Yes, nha. Yeah. Chị sẽ fight với nó. Mình nói rằng khi mà chị ra ngoài chị chia sẻ, có rất nhiều người say no, nhưng có những người dùng cái no đó để làm động lực vươn lên một cách mạnh mẽ. Nhưng mà có nhiều người bị cái no đó đè chết. Thành ra chị phải fight với cái no đó, fight với chính bản thân mình, thì cả cuộc đời sau này chị sẽ sung túc và giúp cho đời con đời cháu mình hưởng được những cái gì mà chị làm ra. Và mình xin hết. Chưa đủ mà chắc chắn thì chị muốn hỏi thêm, thì trưa nay 2 giờ